tư đồ gia tộc là phần thiên tông bộ hạ trúc cơ gia tộc một trong cái gọi trúc cơ gia tộc liền là thủy trung có trúc cơ tu sĩ chấn giữ gia tộc có một ngày nếu như không có trúc cơ tu sĩ liền sẽ giáng cấp thành luyện khí gia tộc nếu có trúc cơ tu sĩ thành công ngưng kết kim đan thì sẽ thăng cấp làm kim đan gia tộc đề sở huyền có chút kinh ngạc chính là cái kia tư đồ gia tộc phía trước từng là cái kim đan gia tộc nhưng gia tộc nhân tài từng bước tàn lụi 300 năm trước liền đã giáng cấp thành trúc cơ gia tộc coi như tư đồ gia ngày trước không phải kim đan gia tộc bọn hắn cũng có ngang ngược càn rỡ vô liếng bởi vì theo bọn hắn nghĩ bọn hắn làm mảnh đất này kẻ thống trị kim hồ phường tu sĩ đại bộ phận đều là ngu quốc tu sĩ thiên ấn môn không còn những tán tu kia cùng tiểu tông tu sĩ lại trừ phụ thuộc bên ngoài vần thiên tông không còn cách nào khác tư đồ gia thân là vần thiên tông mộ hạ trúc cư gia tộc tự nhiên muốn cao bọn hắn nhất đẳng ngay trước kim đan gia tộc nội tình có lẽ rất thâm hậu có lẽ có ta muốn ngưng đan bí pháp cùng công pháp luyện thể bất quá bọn hắn có lẽ không nguyện ý đem bảo bối đưa cho ta. Ta được từ mình đến cửa lấy, sở huyền than nhẹ một tiếng, như tư đồ ra nguyện chủ động dâng lên bảo vật, lại không cần tăng thêm sát nhiệt đây. Nhưng động thủ phía trước, đến trước cha xét cái này tư đồ ra thực lực cùng nội tình, không thể một chuyến tay không. Vã nhất giết sạch tư đồ ra phía sau. Lại phát hiện căn bản không có vật của ta muốn. Chẳng phải là lãng phí thời gian lại lãng phí linh lực, thời gian của ta. Thế nhưng rất quý giá, sở huyền tiếp tục tại trong kim hồ phường đi dạo luyện khí tu sĩ bày bày tự nhiên không thể vào cách khác mắt bất quá hắn vẫn là xuất thủ mua chút ít linh thực hạt giống tạm nên làm bổ sung theo sao? sở huyền rời đi kim hồ phường ta này phường thị có thể lấy được tình báo quá ít phải đến những cái kia có chút cơ tu sĩ ẩn hiện cơ lớn phường thị mới được chỉ bất quá sở huyền mới rời khỏi kim hồ phường không xa hắn cũng cảm giác được có người theo dõi có ý tứ rõ ràng bị một kiếp tu theo dõi sở huyền không khỏi đến cười cười kiếp tù liền là ăn cước kiếp cũng là ma tu chính mình cái này tại ma tu có thể bị tiểu ma tu cho trở thành thịt mỡ sở huyền một đường tiến lên không nhanh không chậm thẳng đến đi tới một mảnh u tĩnh rừng cây vậy mới dừng lại phía sau truyền đến một đạo tiếng cười lạnh đây chính là ngươi cho chính mình chọn lựa nơi táng thân ngược lại yên lặng sở huyền theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy một tên vóc dáng gầy còn trung niên tu sĩ đối phương mặt lộ hung quang còn thật đem hắn trở thành đợi làm thịt xi béo sở huyên cười cười ngươi muốn cướp ta cái thiêu kiếp tu cười hắc hắc lão tử tìm vài ngày mục tiêu tìm tìm đến liền ngươi vừa mắt nhất mua sắm linh thực hạt sống nói rõ ngươi chính là cái linh nông lão tử giết qua không ít linh nông hắc hắc loại tu sĩ này đều sợ đầu sợ đuôi thực lực thấp kém coi như chất béo ít điểm cũng có thể tiếp nhận thịt mũi cũng là thịt hắc 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 đừng vọng tưởng vùng vẫy ta là luyện khí tầng năm ngươi không thể nào là đối thủ của ta Sở Huyền chặt lưỡi, sen ra sau này không thể trang đến quá bình thường, dễ dàng bị cướp tu để mắt tới a. À. Hắn nâng lên tay, hai ngón bất ngờ kẹp lấy một cái thịt cục cục tiểu trùng tử, sắc bén rác hút không ngừng ngọ ngoại phảng phất có thể đem hết thảy ăn sạch. Phốc phốc, Sở Huyền nhẹ nhàng hơi dùng sức, liền đem con sâu nhỏ này bóp nát, linh lực bao khỏa bàn tay của hắn, không để hắn dính vào nửa điểm trùng tử nước mô dịch. Hắn khẽ cười nói, đây chính là thủ đoạn của ngươi, nhất truyền cổ, thực não trùng. Kiếp kia tu bỗng nhiên biến sắc tiếp đó cao càng liền chạy hắn lặng lẽ thả ra đi thực não trùng rõ ràng bị đối phương một tay bắt lấy hắn từng cướp tu sĩ rất nhiều liếc thấy đến ra tới ai mạnh ai yếu người này cũng không phải mặt ngoài luyện khí sơ kỳ ít nhất là luyện khí hậu kỳ nhưng mà kiếp tu mới vừa vặn mở ra hai chân liền phù phù một tiếng đổ vào trên mặt đất thổ nhưỡng cùng cỏ dại vào đầy miệng hắn muốn đứng lên lại phát giác toàn thân sự lơ vô lực Tự như là tinh tráng hắn tử ngộ nhập cuộn sợi động bị bảy tám cái nữ yêu tinh cho ép sạch sẽ hắn lập tức liền đoán được chính mình vì sao như vậy chúng độc lúc này tiếng bước chân chuyển đến trong mắt hắn đại dê béo chạy tới bên cạnh hắn trong mắt sở huyền hiện lên màu tín thi triển nhiếp hồn đồng tử liền bắt đầu hỏi thăm danh tự nghiêm bằng Tảnh giới luyện khí tầng 6. sở huyền cười cười gia hỏa này vừa mới đe dọa hắn thời gian công bố chính mình là luyện khí tầng 5. nói đến thế mà còn là lời nói dối hẳn là muốn lại lưu lại thủ đoạn đề phong hắn cái này dê béo nhỏ cũng là giả heo ăn thịt hổ chỉ bất quá gia hỏa này thế nào cũng không nghĩ ra dê béo nhỏ không phải luyện khí dơ kỳ cũng không phải luyện khí hậu kỳ mà là trúc cơ hậu kỳ tiếp xuống Sở huyên tiếp tục hỏi thăm loại trừ mấy tuổi còn tại đáy dầm loại việc này không hỏi ra bên ngoài cơ hồ đều hỏi mấy lần sở huyền nhiều hứng thú nhìn xem người này không tệ rõ ràng còn có cái tiểu đoàn thể người này phía trước là ngự linh sơn trên địa bàn ma tu thiên ấn môn cùng vụ cho thổ dân môn phái trong lúc chiến tranh chuyển tới vụ châu muốn tại cái này hỗn loạn trong chiến tranh cướp lấy lợi ích mấy cái ma tu báo đoàn sưởi ấm ngay tại cái này kim bên hồ xây thành tên là kim hồ bang tiểu đoàn thể buôn bán tình báo cướp giết tu sĩ phụng sự tay chân huyết tế phàm nhân đủ loại sự tình bọn hắn đều làm qua đoạn thời gian trước vũ châu các nơi phường thị có chút không rõ lai lịch huyết châu liên là bắt nguồn từ bọn hắn dạng này ma tu tiểu đoàn thể bọn hắn tới lui như gió lại rất dễ dàng chia thành tốt nhỏ coi như huyết tế phàm nhân cũng cực kỳ khó bị thiên ấn môn bát lấy niêm bằng cảnh giới cao nhất nguyên cứu một mực là cái này tiểu đoàn thể thủ lĩnh nguyên nhân chính là như vậy sở huyền mới phát giác đến cái niêm bằng này có lẽ có giá trị lợi dụng hắn dịch dung đổi mặt đích thân thu thập tình báo cũng có chút nguy hiểm vạn nhất gặp được kim đan thông đây hơn nữa còn là nhận biết mình kim đan đây niêm bằng như vậy một cái có chút đầu óc có chút thực lực còn có một cái tiểu đoàn thể ma tu không phải là một cái không tệ tình báo nguồn gốc Sở Huyên tiện tay lấy ra hai cái cổ trùng trứng trùng, lấy linh lực kích hoạt phía sau, chụp vào trong miệng Nghiêm Bằng. Cái sau lúc này đã chậm rãi từ nhiếp hồn đồng từ ảnh hưởng bên trong tỉnh lại. Một lát sau, hắn hoảng sợ nhìn xem Sở Huyên, càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. "Tiền bối, tiền bối, tha cho ta đi. Ta lòng tham nhất thời, mạo phạm ngài, ngài coi như ta là dám, thả ta đi." Sở Huyên cười cười, "Ta cần một người làm ta hiệu lực, ta nhìn ngươi không tệ." Nghiêm Bằng sững sờ, chợt nịnh nọt nói: có thể vì tiền bối hiệu lực là vinh hạnh của ta tiền bối có yêu cầu gì cứ việc phân phó ta tống bay nhất định làm ngài đi theo làm tùy tùng dù cho lên núi đao xuống biển lừa ta cũng sẽ hoàn thành ngài phân phó nhiệm vụ sở huyên giống như cười mà không phải cười ngươi gọi nghiêm bằng nghiêm bằng lúng túng cười một tiếng đúng 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 ta họ nghiêm bằng ai u mài nhìn ta trí nhớ này hắn rũ xuống đôi mắt con mắt loạn chuyển thầm nghĩ chỉ cần đối phương có thể thả hắn một con đường sống nói cái gì nói bậy đều được ngược lại chân dài trên người mình có thể chạy sở huyền khẽ cười nói ta cho ngươi đút một đầu mũ tạng cổ nghiêm bằng bỗng nhiên biến sắc làm một cái hợp cách ma tu hắn tự nhiên nhận thức một chút cổ trùng ngũ tạng cổ liền là một loại đặc biệt thích hợp dùng tới khống chế thủ hạ cổ trùng ngũ tạng cổ sẽ ở tu sĩ ngũ tạng bên trong tới lui bình thường không chỉ sẽ không tổn thương tu sĩ sẽ còn phúng dưỡng tu sĩ tăng cường thực lực nhưng mà một khi cổ trùng chủ nhân viễn trình kích hoạt lên nó đầu này ngũ tạng cổ liền sẽ lập tức bắt đầu điên cuồng nuốt ăn ngũ tạng cho đến đem cỗ thân thể này nội tạng ăn đến không còn một mảnh ngũ tạng cổ khá đắt đỏ nếu không phải thiếu tiền nhiêm bằng cũng định dùng ngũ tạng cổ tới một mực không chế kim hồ bang mấy cái kia ma tu nói thật nhiêm bằng có chút hoài nghi đối phương có phải hay không tại lừa gạt hắn sơ huyền cười cười không tin ta để nó cắn ngươi một cái thử xem hắn vỗ tay phát ra tiếng nhiêm bằng lập tức cảm giác trong thân thể mình truyền đến đau nhức kịch liệt thật giống như bị cắn một cái hắn đau đế trực tiếp lộn một vòng cả người cong thành một cái nung đỏ tung mự nghiêm bằng lập tức thống khổ kêu rên nói ta tin ta tin hắn rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực thấp giọng nói từ nay về sau ngài liền là chủ nhân của ta ngài muốn ta làm cái gì cứ việc phân phó sở huyền lộ ra mỉm cười tiêu cầu của ta cũng không phức tạp giúp ta thu thập tình báo là được hiện tại cần nhất là tư đồ ra tình báo ta muốn biết tư đồ ra thực lực nội tình không thể có mảy may bỏ sót nói xong những cái này Sở Huyền tùy ý nói, không muốn tính toán hóa giải ngũ tạng cổ, bởi vì loại trừ bên ngoài ngũ tạng cổ, ta còn hướng trong đầu của ngươi nhét vào một cái khác cổ chung, tên của nó ta liền không nói. Tránh ngươi cả ngày nhớ, chậm trễ làm việc, nghiêm bằng một trận run run. Đối phương không phải cái gì đại dê béo, rõ ràng là so chính mình còn muốn đáng sợ đại ma đầu, nghiêm bằng tận lực tươi cười, chủ nhân ngài yên tâm, ta nhất định cẩn thận làm ngài làm việc. Sở Huyền ném qua từ mẫu thạch ba khối tử thạch, thu thập đến tình báo trọng yếu liền bóp nát một khối tử thạch, ta sẽ tìm ngươi. Nghiêm bằng đầy mình đều là nghi vấn, thế nào giao tiếp tình báo, ở nơi nào đụng đầu, vị này đều không nói. Nhưng hắn cũng không dám hỏi, sợ làm đến vị này không kiên nhẫn, sợ huyền khoát khoát tay. Đi à. Thật tốt làm việc, tương lai không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nghiêm bằng hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, đúng, hắn liền vội vàng đứng lên, mà lưu rời đi, hiển nhiên là có động lực. Sở Huyền theo thường lệ lượng quanh vài vòng, xác nhận không có người theo dõi, vậy mới một đường bắc thượng trở về phía trước động phủ Kim Hồ phường bên ngoài, một cái làng trà nhỏ bên trong Kim Hồ bang bốn tên ma tu tại cái này đụng đầu, một người cầm đầu tự nhiên là vóc dáng người còn trung niên tu sĩ nghiêm bằng, còn lại ba người theo thứ tự là một cái dâu quai nón hán tử, một cái diễm lệ nữ tu, một cái lão nhân hói đầu, dâu quai nón trầm giọng nói, đại ca thế nào đột nhiên triệu tập chúng ta, có chuyện khẩn yếu, nghiêm bằng hắng giọng một cái trịnh trọng nói các huynh đệ chúng ta muốn phát đạt ta hôm nay gặp được một vị ma tu tiền mối hắn thu chúng ta kim hồ bang muốn chúng ta làm hắn làm việc hắn còn đáp ứng ta sau khi chuyện thành công giúp bọn ta đều bước vào luyện khí hậu kỳ cũng không phải vấn đề nếu là tư chất tốt lời nói thậm chí có thể dòng ngó trúc cơ đại đạo nói xong lời này dâu quay nón diễm lệ nữ tu lão nhân hói đầu đều trợn tròn trong mắt bọn hắn những cái này luyện khí tiểu tu tư chất bình thường lại không bối cảnh nguyên nhân chính là cái này mới sẽ đi lên ma tu con đường hiện tại lại có vị ma tu tiền bối nguyện ý dìu dắt đây chính là đại hào sự bất quá cao hứng rất nhiều ba người lập tức liền trong lòng căng thẳng diễm lệ nữ tu nghiêm túc nói đại ca không phải là lừa chúng ta a à? nói không chắc là lợi dụng chúng ta làm bia đỡ đạn đúng vậy a à? ma tu tâm đều bẩn ta chính là ma tu ta còn không biết rõ ư dâu quai nón chặt lưỡi lão nhân hói đầu gật đầu phụ họa nhưng bằng mỉm cười Đừng vội, vì tiền bối kia cũng không phải muốn chúng ta xông pha chiến đấu, chỉ là để chúng ta thu thập tình báo mà thôi. Bây giờ thu thập trọng điểm là tư đồ gia tộc. Ba người hai mắt tỏa sáng, thu thập tình báo, bọn hắn sở trường, Khẽ nào, làm hay không? Nghiêm bằng mỉm cười. Làm. Ba người chăm miệng một lời, Nghiêm bằng cười ha ha một tiếng, không tệ, liền là cần có loại này giác ngộ, chỉ cần làm xong chuyện này, chúng ta sau đó ăn ngon uống sướng, không thành vấn đề. Đúng ta thông qua nghiêm bằng thu được tư đồ gia tình báo tư đồ gia như bị diệt rất có thể gây nên phần thiên tông trình độ nhất định chú ý nói không chắc có người có thể mượn nghiêm bằng tra được trên đầu ta cẩn thận lý do sau khi chuyện thành công vẫn là tiễn bọn hắn vào mũ tạng miếu a tiểu báo có lẽ thật thích ăn người sống bọn hắn có lẽ có không cầu lợi kính dân giác ngộ nếu như không có ta liền giúp bọn hắn giác ngộ sở huyền vuốt cằm đã nghĩ kinh nghiêm bằng đám người trả công hy vọng bọn họ đến lúc đó không muốn cảm động đến lệ rơi đầy mặt hắc hắc cái kia còn thật ngượng ngùng lạc sở huyền trở lại trong nhiếp hồn dưỡng sát đại trận tiếp tục tu luyện thời gian một cái nháy mắt sở huyền liền tại hải lam tinh tu hành 10 tháng tại hắn như vậy nghiêm túc dưới việc tu luyện mỗi cái phụ tu công pháp đều có bước tiến dài quy tức công đã đến tầng 2, hô thể kim luân quyết đã đến tầng 2, phí huyết chân quyết một tầm đán thần quyết ca là đã đến tầng 3, chỉ bất quá xem như chủ tu công pháp huyết sát luyện ma kinh tiến triển rất là chậm chạp đến nay vẫn là tầng thứ 8. Sở Huyền thuận tiện còn tìm cái địa phương, lấy ăn cơm sóng siêu âm dẫn động thi chiều. đem huyết luyện thi hỏa cho bổ sung một thoáng. Như vậy yên lặng thời gian không có kéo dài bao lâu, trong lòng Sở Huyền khẽ nhúc nhích, lấy ra mẫu thạch, liền phát hiện trên đó xuất hiện một đạo mới vét nứt. Nhìn tới đã qua lại đồ nhà tình báo trọng yếu kim những hồ phường, nghiêm bằng mặc đạo bào màu lam nhạt, cho tư đồ ra tu sĩ đằng sau giữ võ dương oai đi tại giữa đường, giống như hắn thân mang đạo bào màu lam nhạt, còn có bốn người, hai tên tu sĩ đều đối bọn hắn loại này cho cậy gần nhà là cậy lần trùng bộ dáng cực kỳ khinh thường tư đồ gia tu sĩ cuối cùng nhân số ít làm quản lý các ngươi phường thị cùng sản nghiệp tư đồ gia tu sĩ khắp nơi đều đi nhân lực đã có chút giật gấu vá vai bởi vậy không thể không thu nạp bản địa tu sĩ để bản thân sử dụng Nhiêm bằng biết được việc này lập tức liền dùng thân phận giả báo tên vì hắn thực lực khá mạnh rất nhanh liền thông qua xét duyệt thành kim hồ phường một tên chấp pháp tu sĩ chức pháp đội đội trưởng là tư đồ ra một tên luyện khí hậu kỳ lão ẩu tư đồ thúy nghiêm bằng mấy lần điều tra cẩn thận phát hiện người này thích rượu lại thân là chi thứ đối tư đồ ra chủ hệ tương đối bất mãn hắn liền lấy rượu làm dẫn đến gần lão ẩu này tu sĩ lấy được nó phương tâm thừa dịp tư đồ thúy say rượu không ngừng theo trong miệng nàng thu được liên quan tới tư đồ ra đủ loại tình máu khoảng thời gian này còn thật để cho hắn đạt được tư đồ ra bí mật bởi vậy hắn trước tiên liền bót nát một khối tử thạch chỉ là vị kia ma tu tiền bối ở chỗ nào cái nào còn chưa tới nghiêm bằng đang nghĩ tới bỗng nhiên trong cảm giác bẩn tê dần ngay tại chỗ liền đổ vào trên mặt đất trước pháp đội đội trưởng vị kia tóc trắng xoa tư đồ thúy thấy thế kinh hãi liền vội vàng đem nghiêm bằng đỡ dậy tiểu bằng bằng ngươi thế nào tư đồ thúy ân cần nói nghiêm bằng khoác khoát tay khí tỷ ta không sao hẳn là tu luyện quá độ nằm một lần liền tốt tư đồ thúy nhẹ nhàng thở ra tùy tiện điểm hai người bên mặt hất hàm say khiến tối hai cái các ngươi, đen tiểu bằng vị đi về nghỉ lại về đơn vị được. sau một lát, nghiêm bằng nằm ở chấp pháp đội trong phòng, tôi đồ thí dùng cái đặc quyền đen linh khí nồng nặc nhất phòng ốc cho hắn. hai cái chấp pháp đội đội viên cùng nhau rời đi. sau một lát, một thanh âm tại bên giường vang lên. ngươi còn thật thông minh, biết là ta tới nghiêm bằng mở mắt, lập tức liền gặp bên giường đứng đấy một vị khuôn mặt thường thường không có gì lạ tu sĩ áo đen, chính là vị kia ma tu tiền bối. hắn vội vã xuống giường, quỳ một thân trên đất thấp giọng nói nghiêm bằng lập qua chủ nhân chủ nhân để ngũ tạ cổ nhẹ nhàng cắn ta một thoáng ta thế mới biết là ngài đã tới hắn dừng một chút tiếp lấy vút mông ngựa nói về phần sự thông minh của ta bất quá là tiểu thông minh mà thôi sao có thể cùng ngài đại trí tệ so sánh sở huyên khoát khoát tay nói đi tra được cái gì nghiêm bằng liền đen chính mình theo tư đồ thúy nơi đó cậy tới tình báo cùng kim hồ bang ba người khác theo đường dây khác có được tình báo một năm một người nói tới sắc mặt sở huyền cổ quái cái kia tư đồ thúy nhìn lên có lẽ 70 tuổi nghiêm bằng có chút đỏ mặt kỳ thực ta liền tốt cái này sở huyền gật đầu tôn trọng chúc phúc hắn tiện tay đem một khỏa đại huyết châu bán tới làm rất tốt sau khi chuyện thành công tại lúc trước cái kia rừng cây nhỏ chờ ta ta sẽ ban cho ngươi nhóm càng nhiều nghiêm bằng nâng lên cái này so với giọt máu to lớn tinh thuần tên dịu đại huyết châu trong con mắt tràn đầy chấn động quá lớn quá thuần đây chính là đại ma đầu ư ta niêm bằng quả nhiên là theo đúng người vừa nghĩ tới sau đó liền có thể ăn ngon uống sướng đi lên nhân sinh đỉnh phong toàn thân hắn đều ngăn không được run dày lấy lại tinh thần thời gian vị kia đại ma đầu tiền bối cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi một bên khác sở huyền đã khống chế thanh ảnh toa một điều xuôi nam do trong miệng nghi bằng hắn đã được đến đại lượng liên quan tới tư đồ gia tộc tình báo tư đồ gia tộc quả nhiên nắm giữ một môn công pháp luyện thể hơn nữa chính là thượng phẩm công pháp luyện thể luyện thể cảnh giới cùng luyện khí cảnh giới không giống nhau không phân cái gì luyện khí, trúc cơ, kim đan, mà là luyện thể tầng 1, luyện thể tầng 2, luyện thể tầng 3, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nếu là nhất định muốn tương tự, như thế luyện thể 1 đến 10 nặng, cùng luyện khí kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Luyện khí 11 nặng tới tầng 20, cùng trúc cơ kỳ tu sĩ không kém bao nhiêu. Đằng sau cảnh giới cũng là cứ thế mà suy ra. Bởi vậy, công pháp luyện thể cảnh giới chỉ có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cái này bốn loại tư đồ ra trên cửa kia phòng công pháp luyện thể tên là cự tượng bách luyện công nghe nói là một môn cổ lão công pháp luyện thể bản thiếu nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi cho tới bây giờ không có việc gì thực bằng chứng bây giờ luyện thể suy bại luyện khí cường thịnh cái này cự tượng bách luyện công cũng đã rất hiếm có người tu luyện từng bước bụi phủ về phần ngưng đan bí pháp tư đồ ra cũng là có nhưng cũng chỉ là trúc cơ trung phẩm mà thôi đương nhiên đưa tới cửa trúc cơ trung phẩm ngưng đan bí pháp không cần thì phí sở huyền luôn luôn bình đẳng đối đãi mỗi một vị không cầu lợi kính dân người bình nguyên thành cực âm động đệ tử di chuyển phàm nhân xây dựng tòa thành trì này bây giờ đã thành trong vòng nghìn dặm bên trong quy mô lớn nhất thành trì một trong một tên thường thường không có gì lạ thanh niên tại bình nguyên thành trên đường cái tiến lên không bao lâu liền đi tới một tòa xa hoa khí phái dinh thự phía trước dinh thự bảng hiệu có hai cái thép vàng chữ lớn Tư đầu đây chính là tư đầu gia cũng thật là khí phái thanh niên tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn liền là sở huyền nhưng Bằng có được tình báo biểu hiện, Tư Đầu ra đại bản danh liền tại cái này Bình Nguyên Thành. Mới đầu Sở Huyền còn không quá tin tưởng, hắn cho là nơi này chỉ là một cái vân gia. Vừa mới hắn tại trong Bình Nguyên Thành đi một vòng, nghe được rất nhiều liên quan tới Tư đồ ra nghị luận, khe mới biết Tư Đầu ra cũng thật là đem chọn gia tộc đều truyền tới vụ Châu Bình Nguyên Thành tới. Nguyên lai Tư Đầu ra bị Việt Quốc cái khác trúc cơ gia tộc loại trừ, biết được phần Thiên Tông một hơi bắt, lại ngu Quốc phụ châu cùng hơn phân nửa cầm châu, lập tức hạng ngoan tâm, trực tiếp đem chọn gia tộc tiến hành di chuyển. Vũ Châu không mấy cái đại thành, bây giờ thành trì cơ hồ đều là thiên ấn môn đánh xuống vụ Châu phía sau xây dựng. Trong những thành trì này, Bình Nguyên thành vô luận diện tích hay là nhân khẩu đều quy mô tương đối lớn. Tư đầu ra liền đem nơi đây chọn làm đại bản danh, nói cách khác, một cái trúc cơ gia tộc mấy trăm năm nội tình đều ở nơi này. Tư đầu ra cửa chính, không chỉ có một mặt cửa chính, còn có hai mặt nhỏ hơn cửa hông. Lúc này cửa chính có hai tên khỏe mạnh bộc canh phòng, bất quá. Còn không chờ Sở Huyền Nhất chân đi vào, Cửa hông liền lập tức mở ra, một bức che vải trắng cáng cứu thương bị mang ra ngoài, vội vã hướng ngoài thành chạy tới. Sở Huyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn đã nghe người bên trong thành nói lên việc này. Nói là từ đồ gia Tam tiểu thư xinh đẹp đầy đủ, lại kêu căng ngang ngược, thích nhất trắng trợn cướp đoạt tấn tú nam tử, thu làm trai lơ, chỉ bất quá. Cái kia Tang tiểu thư cũng không chân quý những cái này trai lơ, Hử dụng mấy lần phía sau. Một khi phát hiện trai lơ độ thô độ cứng kéo dài độ không thể so lúc trước, Liên sẽ lập tức đem nó cắt xén như cắt xén thời gian trai lâu phát ra tiếng kêu thảm thiết nàng sẽ đích thân đem nó giết chết bởi vậy cách mỗi mấy ngày đều có thể nhìn thấy thi thể được mang ra tư đồ ra ném tới ngoài thành bãi tha ma sở huyền lúc đầu còn không quá tin tưởng cuối cùng trong ngay không bằng một thấy hiện tại hắn tin sở huyền nhanh chân như sao băng hướng tư đồ ra cửa chính đi đến hai cái khỏe mạnh bộc nhíu mày lên trước một bước Liên muốn ngăn cản sở huyền sở huyền nhíu mày chỉ vào hai người hai người các ngươi vì sao trước ra chân trái lại phạm cấm kỵ của ta, làm giết. Nói xong, âm sát quỷ chảo đột nhiên một chảo, trực tiếp đem đầu hai người bóp nát. Ầm, tâm sát quỷ chảo đột nhiên một đập, cửa chính trực tiếp bị nháy mắt đánh bay ra ngoài, cứ thế mà cắm vào tường dây làm bình phong ở cổng bên trong. Bất thình lình động tĩnh to lớn, khiến tư đồ ra trong đình viện một đám khỏe mạnh bộc cùng tí nữa đều trợn tròn trong mắt. Chuyện gì xảy ra? Tông ý đến bản tiểu thư làm chính sự, một tên chỉ lấy tô sợi xinh đẹp chiếu nữ mở ra thon dài rắn chắc hai chân, giận đùng đùng chạy ra, trong tay còn cầm một chui nhào máu kiếm không cần hỏi nhất định là cái này tư đồ gia tam tiểu thư sở huyền chỉ vào tư đồ tam tiểu thư nhíu mày ngươi vì sao trước ra chân phải cái này cũng phạm cấm kỵ của ta làm giết ẩm tâm sát quỷ trảo lại bắt tam tiểu thư mỹ lệ đầu trực tiếp bị bóp nát không đầu thi thể phù phù một tiếng ngã vào trên đất khỏe mạnh bộc cùng tín nữ nháo nháy mắt mặt không có chút máu đây chính là gia chủ nhất cương triều tam tiểu thư cứ thế mà chết đi một tên tỷ nữ hét rầm lên co cẳng liền chạy còn lại nô bộc tỷ nữ cũng phản ứng lại quay người chạy trốn sở huyền lắc đầu liên tục lớn tiếng thét lên phàm ta cấm kỵ làm giết hắn đỡ ra huyết phong xào đại lượng ong binh lập tức bay ra những nơi đi qua đều là tàn chi toái thể oanh một đạo phi kiếm đánh xuyên tường dây làm bình phong ở cổng thẳng tắp hướng sở huyền đâm tới sở huyền không tránh không tránh huyền thiết thuẫn hiện lên dễ như trở bàn tay liền đỡ được một kích này ngươi là ai không cừu không oán vô duyên vô cớ vì sao giết ta tiểu nữ một người nho nhà anh tuấn trung niên nhân trong cơn giận dữ chỉ vào sở huyền lỗ mũi gầm thét lên sở huyền thật sâu nhíu mày chỉ lỗ mũi của ta phàm ta cấm kỵ làm giết tâm sát quỷ trào lại bắt đồng dạo là nháy mắt liền bóp nát vị này chủ nhà họ tư đầu, đầu lúc này một đạo trầm hùng âm thanh kèm theo tiếng bước chân thao phòng khách chính truyền đến đạo hữu đến tột cùng là ai là gia tộc khác mời tới thích khách vẫn là muốn tiền tài ma tu nếu là xác nhận ủy thác thích khách ta tư đồ hùng có thể ra gấp đôi trả công nếu muốn linh thạch bảo vật ta tư đồ hùng không nói hai lời lập tức hai tay dâng lên chỉ mời đạo hữu lập tức rời đi hôm nay hết thầy đều có thể xem như chưa bao giờ phát sinh ta tư đồ hùng có thể lập tâm ma lời thề tuyệt không báo thủ sở huyền theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy một vị khí chất không giận tự uy lão giả tóc trắng chậm chậm đi tới người này liền là tư đồ gia lão tổ chúc cơ trung kỳ tu sĩ tư đồ hùng tư đồ hùng nước mắt liền nhìn ra tới người này thực lực rất mạnh cái hoại phạm ta cấm kỵ làm giết bất quá là thoại thuật mà thôi hắn không chút do dự liền dự định cùng cái này cư nhân hòa giải cái hoại tu tiên gia tộc chỉ cần có hắn cái này chúc cơ lão tổ tại tiếp qua hai ba mươi năm liền lại có thể cành lá rộng rạc phía dưới tư đồ gia tử đệ chết đến nhiều hơn nữa cũng không sao sở huyền nghe được tư đồ hùng lời nói có chút kinh ngạc Hắn giết nhiều như vậy, tư đồ ra người đối phương rõ ràng liền mắt đều không cần nháy, lại vẫn dự định tiễn hắn linh thạch bảo vật, gấp đôi trả công, còn nói chuyện hôm nay chưa bao giờ phát sinh, liền không tốt lắm a. À. Như vậy tâm bình khí hỏa, ta còn thế nào động thủ giết người? Tư đồ hùng trong tầm mắt, Sở Huyền nghiêng đầu một chút, nghiêm túc suy nghĩ một chút, vậy mới nói, không đánh mà hàng cũng phạm ta cấm kỵ, làm giết. Tư đồ hùng sắc mặt của hắn nháy mắt âm trầm xuống, các hạ đây là muốn từ chiến đến cùng ta thật không rõ vì sao nhất định muốn quyết đấu sinh tử vừa dứt lời hắn liền đạp mạnh mặt đất thân thể tựa như như đạn pháo cực nhanh mà tới giữa không trung hỏa linh lực liền ngưng tụ làm tràn lập nhiệt độ cao cùng bạo liệt khí tức lửa đỏ cự kiếm độ ập xuống chém tới trao sau càng là đột nhiên truyền vào linh lực đồng thời ném ra ba chương ma phủ ba chương ma phủ nháy mắt đốt hết hóa thành ba con yêu thú chi hồn theo thứ tự là hổ hồn lang hồn nhín chi hồn cùng nhau hướng sở huyền công tới Sở Huyền tháo tay về lại, tâm sát cự trảo bỗng nhiên xuất hiện, chỉ trong khoảnh khắc, liên tóm lấy đối phương toàn lực oanh ra lửa đỏ cự kiếm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lửa đỏ cự kiếm bị nháy mắt bóp nát, nổ thành vô số hỏa diễm điểm sáng, tiêu tán ra. Ba con yêu thú chi hồn, giờ khắc này cũng đã vào tới bên cạnh, bên hông Sở Huyền một cái cổ lão tiểu trung đột nhiên chấn động, bỗng nhiên liền có to lớn công đức trung đem hắn bao phủ, hắn sau đầu càng là dâng lên tầng ba công đức kim luân, chậm chậm chuyển động, tôn đến hắn như cùng sống Phật tại thế đồng dạng ba con yêu thú chi hồn đụng đầu vào công đức trung mặt ngoài tiếp đó liền tại vô hạn công đức vĩ lực phía dưới tiêu thảm hóa thành cho tàn tư đồ hùng bỗng nhiên biến sắc trước mắt cái này cừ nhân rõ ràng là cướp bóc giết người cướp của kiếp tu vì sao não hải lại có tầng ba công đức quang luân hắn nghe nói kim long tự phương trượng viên hoàng cũng mới hai tầng công đức quang luân mà thôi chẳng lẽ trước mắt kiếp tu như thật ra là cái vô số công đức gia thân phật môn cao tăng tuyệt không có khả năng này ngay tại tư đồ hùng rung động một cái chớp mắt này sở huyền đã lấn người hướng về phía trước đi tới trước người hắn tông sát ma trảo tinh chuẩn bắt đi ngay tại chỗ lột hết ra tư đầu hùng linh hải cướp đi tư đầu hùng túi chữ vật treo sao phổ phổ thông thông một trưởng liền đột nhiên khắc ở bộ ngực hắn cam huyết luyện chi hỏa màu vàng bỗng nhiên bạo phát oanh chỉ trong khoảnh khắc hỏa diễm liền đem tư đồ hùng trọn vẹn chiếm lấy tại sau chỉ kịp phát ra cuối cùng một đạo kêu thảm nó xương cốt huyết nhục liền trọn vẹn bị huyết luyện chi hỏa chỗ nuốt đem một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ xem như nhiên liệu huyết luyện chi hỏa cử độ lại tăng lên một chút, giao cho các ngươi. Sở Liên đối phong hậu phân phó một tiếng, liền nhanh chân như sao băng hướng tư đồ ra phòng khách chính đi đến. Loại này tu tiên gia tộc, tất nhiên có cửa dày, mật đạo, mật thất, dùng để giấu kín gia tộc chân bảo, nhưng mà Sở Huyền trên dưới trái phải tìm một vòng, còn thiếu đảo sâu ba thước, cũng không tìm được cái gì mật thất. Lúc này, Sở Huyền mới vỗ đầu một cái, cái tư đồ hùng kia xem xét liền là cực độ ích kỳ hạng người, tư đồ ra chân bảo khẳng định bị hắn mang tại trên mình sở huyền lập tức lật ra tư đồ hùng túi chữ vật quả nhiên tiểu linh thạch trung linh thạch pháp khí đan dược phù lục trận pháp câu pháp bí pháp điển tịch trong túi chữ vật chất thành một tòa núi nhỏ chân bảo khiến hắn hoa mắt tốt 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 đồ vật đầy đủ trở về nhà lại nhìn sở huyền hài lòng cười lên mắt nhìn thấy tư đồ ra đã không có nửa cái người sống cũng chính xác lại không còn lại cái gì vật hữu dụng thuận tiện dung đổi mặt cho tư đồ ra cửa sau rời đi rất nhanh biến mất không còn tam tích sở huyền tiến vào tư đồ ra cái kia động tĩnh to lớn đã khiến cho trong thành rất nhiều người chú ý chỉ bất quá những cái kia tiếng kêu thảm thiết pháp thuật thanh âm để trong thành phàm nhân đều không dám vào bên trong chỉ có một ít tan tu viễn nhìn từ xa lấy con mắt loạn truyền dục dịch chờ sở huyền đã trốn xa hơn nhìn dặm phía sau mới có người cả văn tiến vào tư đồ ra nhưng mà bọn hắn nhìn thấy chỉ là một chỗ bừa bộp hoàn toàn không có nửa điểm người sống tung tích thậm chí liền chút huyết nhục đều không có tự nhiên là có người đặc biệt cẩn thận đem mỗi một tức mặt đất đều liếm lấy một lần cực kỳ hiển nhiên mới vừa có cái cường nhân huyết tẩy tư đồ ra tư đồ ra lão tổ tư đồ hùng vị kia trúc cơ trung kỳ mãnh nhân lên điểm bọn nước đều không lật lên đám tán tu không khỏi đến đối vị kia cường nhân mang ơn nếu không phải cường nhân xuất thủ diệt tư đồ ra nào có bọn hắn đang đường nhập thất ra vào tư đồ ra tư cách có người dẫn đầu đám tán tu nộn nhịp tràn vào tư đồ ra bọn hắn hạc nhiều hạc ít đều gặp phải tư đồ ra ức hiếp bây giờ tự nhiên muốn kiếm một chén canh đám tán tu tốt năm tốt ba trao đổi chính mình tại tư đồ gia dinh thự bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng một bên tìm kiếm bảo vật nhưng mà bọn hắn tính sai những tán tu này tại tư đồ gia lục tung thậm chí tại đào sâu ba thước đều không thể phát hiện nửa điểm cái họ là chân bảo đừng nói chân bảo liền một khối tiểu linh thạch đều không đám tán tu lập tức lộ ra một bộ oán giận tiền bối quá bắt nạt người Lai ngoạng miếng thịt lớn thế nào liền chút canh cũng không cho chúng ta lưu a à sau một ngày kim hồ phường bên ngoài tiên lạng rừng cây nghiêm bằng dẫn ba cái thủ hạ tại nơi đây lại là xúc động lại là chờ đợi chờ đợi lấy bọn hắn đã biết được từ đầu ra hủy diệt tin tức bọn hắn lòng dạ biết rõ tất nhiên là vị kim ma tu tiền bối làng đây chính là một cái trúc cơ gia tộc đã từng vẫn là cái kim đan gia tộc rõ ràng trong chớp mắt liền bị diệt nghiêm bằng mặt mũi tràn đầy vui cười dâu quai nón diễm lệ nữ đầu chọc lão ba người lúc này cũng vui vẻ đến không ngậm miệng được bốn người vẫn luôn tại nói chuyện trời đất tán vẫu nam tán vẫu bắc trong lời nói tràn lập đối tương lai khát khao lúc này bỗng nhiên có một trận gió tà đánh tới bốn người hoa mắt liền phát hiện vừa mới còn không có một ai trên mặt đất bất ngờ đứng đấy một đạo áo đen thân ảnh Nhiêm bằng bốn người thần sắc kích động vội vã đứng ở một chỗ hướng về sở huyền cung kính phủ phục phía trước Mà, tâm sát ma trào bắt đi bốn người đầu bị cùng một thời gian bóp nát túi chứa vật bị lấy đi thi thể thì bị tiện tay thu vào dưỡng thi tháp trở về nhà trở về nhà lại làm manh hạp thời gian sở huyền xoay người rời đi hào thái khách sạn dân thượng sở huyền ma quyền sát trưởng lật ra trước mắt bản này cự tượng luyện thể công cự tượng luyện thể công trang bìa trong chính là liên tiếp đối với kim đan lão tổ tư đồ kiệt ca công tụng đức lời nói giữa những hàng chữ bên trong sở huyền đại khái có thể nhìn ra tư Đầu kiệt cả đời quý tích cái kia tư Đầu kiệt trời sinh chỉ là trung phẩm thủy linh căn mà thôi cũng không gia tộc chỉ là trong một giới luyện khí tiểu tu vùng dậy làm sinh tồn hắn lựa chọn luyện khí luyện thể kề vai sát cánh phù lấy cổ trùng tâm chi tầng hai thủ đoạn cũng không biết hắn chiếm được ở đâu luyện thể tài nguyên luyện thể cảnh giới thủy trung xài bước tiến lên lại lấy cường đại luyện thể thực lực đi tìm kiếm luyện khí cần thiết thiên tài địa bảo bởi như vậy luyện khí cảnh giới liền cũng có thể bắt kịp như thế lặp lại tuần hoàn xếp thành một đời kim đan đại năng tôi đồ kiệt vẫn lạc tại phần thiên tông một lần đối ngoại chinh chiến bất quá thi thể của hắn thủy chung không bị tìm đến rất nhiều tư đồ gia tử điện đều cảm thấy lão tổ tư đồ kịch cũng chưa chết mà là may mắn thoát ly chiến trường tại một chỗ chữa thương sớm muộn có một ngày tư đồ kiệt sẽ như cùng thiểm điện trở về đúc lại kim đan gia tộc vô thượng vinh quang sở huyền cũng không quá nhiều để ý cái tư đồ kiệt này mà là tiếp tục về sau lật xem hơi lật xem phía sau hắn lộ ra vẻ kinh ngạc thật xứng đáng là thượng phẩm công pháp luyện thể sau khi luyện thành lại có loại này thần hiệu cự tượng luyện thể công đem thân thể người xem như triệu cái hạt nhỏ tạo thành tập hợp thể mục tiêu cuối cùng nhất liền là muốn đem cái này triệu hạt nhỏ trọn vẹn sáng lập làm cự tượng hạt nhỏ mỗi một cái hạt nhỏ bên trong đều có được một đầu cự tượng lực lượng đến lúc đó giơ tay nhất chân liền có triệu cự tượng lực lượng nụ thân đủ để cùng chung phòng pháp bảo lẫn nhau sánh ngang không sợ bình thường độc dược tu luyện cái này công cần thời thời khắc khắc quan tưởng cự tượng gào thét đầu nếu có thể sáng lập một cái hạt nhỏ thức tỉnh một đầu cự tượng lực lượng liền bước vào luyện thể tầng một nhưng sáng lập 10 cái hạt nhỏ liền là luyện thể tầng 2, như sáng lập 100 cái hạt nhỏ, liền là luyện thể tầng 3, cứ thế mà suy ra. Bất quá, liền Kim Đan đại năng tư đầu kiệt đều không thể đem toàn thân cao thấp triệu hạt nhỏ toàn bộ sáng lập, bởi vì càng đi về phía sau, mỗi ngày chỗ cần thu hút sinh cơ liền bộc phát đáng sợ, dù cho Kim Đan tu sĩ tư đầu kiệt cũng không nhất định có thể cung cấp cự tượng luyện thể công mỗi ngày tiêu hao. Luyện thể cảnh giới tự nhiên cũng liền ngừng bước không tiến thêm, Kim Đan đại năng đều muốn nhức đầu vấn đề, ta ngược lại không cần lo lắng. Sở Huyền cười lên, Do có sinh cơ lực lượng huyết nhục ta chính là không bao giờ thiếu cái này sở huyền lập tức ngồi xếp bằng xuống nhìn bản này điển tịch tờ thứ nhất cự tượng gào thét đầu bắt đầu quan tưởng cái gọi quan tưởng nói khó nghe một điểm liên cùng ngẩn người không có gì khác biệt chỉ bất quá ngẩn người muốn đem đại não trọn vẹn chạy xe không cái gì đều không muốn nhưng quan tưởng thì là muốn đem trong đại não hết thảy tạm niệm bài trừ chỉ duy nhất lưu lại cái này một chương cự tượng gào thét đầu lúc đầu có lẽ còn khó có thể quan tử đến cự tượng vừa phân thần vận nhưng cha lấy cảnh giới tăng lên bản thân cùng cự tượng độ phù hợp sẽ từng bước một tăng cao thẳng đến mọi cử động như là cự tượng đồng dạ cái này quan tử, liền coi như là bước vào cao thông cảnh giới tất nhiên mới bắt đầu chỉ cần quan tưởng cự tượng vừa phân thần vận liền coi như là vào cửa trang bì trong nói ngươi mới học muốn thành công đạt được vừa phân thần vận chỉ ít cần nửa năm trầm tư suy nghĩ trong nửa năm này một ngày huyết nhục thu hút đều không thể đoạn tư đầu kiệt tại luyện thể phương diện bản tính tốt hơn chỉ dùng một tháng liền đạt được vừa phân thần vận sở huyền rất muốn biết lấy khắc khổ cố gắng của mình đến tột cùng cần bao lâu hắn tụ tinh hộ thần nhìn về phía cự tượng lào thét đầu trong chớp mắt hết thảy tạp nhiệm biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi trước mắt chỉ duy nhất còn lại cái kia lào thét hoàn vũ chấn động thiên khung viễn cổ cự tượng hắn lại thành cự tượng bốn vó phía dưới một cái nhỏ bé sâu kiến hóng cự tượng tiếng gào thét trực tiếp đem hắn thần hồn chấn nứt trong chớp mắt sở huyền lại về tới tại chỗ phảng phất hết thảy cũng không phát sinh hắn nhíu nhíu mày thử nghiệm đi vài bước đã làm một ít động tác chẳng biết tại sao hắn bất ngờ phát giác chính mình giơ tay nhất chân nhiều chút ít của thú hung hãn cùng đáng sợ sở huyền trừng mắt nhìn kinh ngạc nói thành như vậy liền thành cái này cử tượng vào thách đồ quan tử lên cũng không khó đi thật là may mắn mà có ta ở phương diện này kinh người ngộ tính sở huyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ khẳng định là chính mình tại luyện thể phương diện này được trời yêu ái cùng công đức không nửa chu quan hệ theo sau sở huyền liền đem tức bắt đầu thu hút huyết thực tiện tay hết thảy liền đem mềm mại khối thịt nhét vào trong miệng miệng lớn nuốt nguyên năng khối lập phương phóng thích nguyên thủy linh năng thời gian trong nháy mát khối thịt hoàn hảo như ban đầu như vậy thật nhanh bồi bổ phía dưới chỉ cần 3 ngày thời gian sở huyền liền luyện thành luyện thể tầng 1. hắn có thể cảm giác được nhục thân của mình biến đến cường hãn một chút nhưng cũng không rõ ràng nhìn tới nhất định cần muốn tăng lên mấy tầng phía sau mới có thể chân chính nhìn ra biến hóa tới. Tiếp tục tu luyện, luyện khí cảnh giới lại có 2 3 năm, hẳn là có thể đạt tới trúc cơ tầng 9, nếu không có tốt hơn ngưng đan bí pháp. Dứt khoát liền đem tinh lực đặt ở luyện thể bên trên, một bên tu luyện, một bên tìm kiếm, đã có tranh thủ càng tốt ngưng đan bí pháp cơ hội, tất nhiên không thể bỏ lỡ. Sở Huyền ổn định lại tâm thần, tiếp tục tu luyện. Tư đồ gia tộc hủy diệt, khiến Việt quốc những cái kia chuẩn bị bắc rời cái khác tu tiên gia tộc đều cảm nhận được uy hiếp dù cho tư đồ gia tộc yếu đi chỉ có một vị trúc cơ lão tổ tọa trấn nhưng vô luận nói như thế nào nó đã từng cũng là kim đan gia tộc là đà gầy còn lớn hơn ngựa béo làm sao có khả năng bị diệt môn nhưng sự thật liền là như vậy không thể cho bọn hắn không tin thần thiên tông biết được việc này còn phái ra một chi từ hai tên trúc cơ tu sĩ dẫn đầu đội ngũ điều tra việc này nói thế nào cũng là chính mình bộ hạ tu tiên gia tộc vô duyên vô cớ không còn trung quy đến có chút biểu thị nhưng cha tới cha lui thì chung chỉ có giải rác manh mối bình nguyên thành tư đồ ra dinh thự hai vị phần thiên tông tu sĩ ngồi tại trong phế tích một người là cái vóc dáng tráng kiện tráng hán tên là la phi dũng một người là cái dáng dấp tuấn tu thiếu nữ tên là thượng nguyệt hai người đem có được manh mối khẽ bàn bạc đưa mắt nhìn nhau la phi dũng cao mày nói một tán tu xương cái kia cường nhân lấy trước ra chân trái làm lý do không nói lời gì giết chết cửa ra và khỏe mạnh bọc lấy lớn tiếng thét lên phàm nó cấm kỵ làm lý do giết chết trong đình viện tỷ nữ làm việc không chút kiên kỵ nào Tất nhiên là cái ma tu Thượng Nguyệt thì thấp giọng nói Có cái tán tu nói Hắn nhìn thấy dinh thự bên trong có kim quang trùng thiên Còn có lượng lờ phạm ông Tầng tầng Phật quang La phi dũng ngạc nhiên Phật quang Vậy thì cùng ma tu xung đột Cái nào ma tu sẽ thân mang công đức Tuyệt không có khả năng Thượng Nguyệt cũng rất tán thành gật đầu Có thể có đồ diệt tư đồ ra thực lực ma tu Cũng không phải hạ người lương thiện Tất nhiên tội ác trồng chất làm sao có công đức bên người. La Phi Dũng trầm giọng nói, đã dạng này, cũng chỉ khả năng là Kim Long tự làm, mu quốc cảnh nội chỉ có Kim Long tự một cái Phật môn. Thượng Nguyệt lập tức đứng dậy, vậy thì nhanh lên báo cáo A. À. Ta nhìn lại cha cũng cha không ra kết quả gì tới, liền nói là Kim Long tự có chiến tăng giết tư đồ ra. Cái này sổ sách cái kia tính tới trên đầu Kim Long tự. La Phi Dũng gật đầu, ta cũng có ý tưởng này. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau ma lưu rời đi, đem việc này báo lên phần thiên tông. Thời gian như thói đưa, sở huyền tại trong nhiếp hồn dưỡng sát đại trận ngồi chờ 2 năm rưỡi vậy mới khó khăn lắm bước vào trúc cơ tầng 9. tiêu phí thời gian do hắn tưởng tượng đến chả muốn lâu về phần luyện thể cảnh giới cũng đã đạt tới luyện thể 11 một nặng nếu bàn về thực lực tương đương với trúc cơ một tầng tu sĩ chợt nhìn lên có chút trọng trên thực tế đã nhanh đến kinh người nếu không phải sở huyền có nguyên năng khối lập phương loại này không giả đạo lý đồ vật gần như không có khả năng có vô cùng vô tận huyết lực thu hút cũng liền chưa nói tới hai năm rưỡi liền bước vào luyện thể 11 nặng Ấn lại có tình báo mới vừa vặn đã trúc cơ tầng 9, lại trở về nhìn một chút vụ châu có biến hóa gì sở huyền phát giác mẫu thạch xuất hiện vết nứt liền thông qua huyết kính xuyên qua đến thương huyền vụ châu bạch thủy thành nơi đây ở vào bình nguyên thành phía nam ba ngàn dặm bị phần thiên tông bổ hạ một cái khác tu tiên gia tộc hoàng gia nắm trong tay hoàng gia đối đãi ngô quốc tu sĩ do so tư đổ ra tốt hơn một chút nhưng trong mắt bọn hắn ngô quốc tu sĩ y nguyên so với bọn hắn việt quốc tu sĩ thấp nhất đảng có lẽ là hấp thu tư đồ ra bị hủy diệt giáo huấn hoàng gia tuy là cũng cố ý rời nhà tại vụ châu mưu cầu phát triển nhưng bọn hắn cũng không có quy mô di chuyển mà chỉ ở bạch thủy thành xây dựng phân gia đen chi thứ tu sĩ di chuyển tới động tác rất là cẩn thận cái này khiến sở huyền có chút không vui thế nào chuyển chỗ chỉ chuyển một nửa cái này khiến ta còn thế nào đến cửa bái kiến sở huyền dịch dung thành một cái lão giả tóc trắng vào bạch thủy thành không bao lâu hắn ngay tại một gian nhà bên trong nhìn thấy chính mình gián điệp hoàng an một tên thuộc về hoàng gia chi thứ luyện khí trung kỳ lão tu sĩ sở huyền chỗ biết liên quan tới hoàng gia tình báo đều là theo cái này lão tu sĩ trong miệng được đến sở huyền nguyên bản dự định đem nghiêm bằng xem như sau này tình báo nguồn gốc nhưng dù sao cũng là thông qua nghiêm bằng đạt được tư đồ ra tình báo lại giật tư đồ ra hắn lo lắng khả năng có người thông qua nghiêm bằng tra được tung tích của hắn dứt khoát liền diệt nghiêm bằng chấm dứt hậu hoạn về phần cái hoàng An này nhắc tới cũng kỳ người này thời niên thiếu hơi có kỳ ngộ đến một môn vọng khí bí pháp mặc dù không thể trực tiếp nhìn thấy cảnh giới lại có thể phát hiện trên người một người công đức cùng ác nghiệp sở huyền đoạn thời gian trước tại bạch thủy thành bên trong đi thu hoạch hoàng gia tình báo muốn nhìn một chút có hay không có tốt hơn ngưng đan bi pháp vừa vặn liền bị cái này hoàng an phát hiện sở huyền trên người có vô cùng nồng động công đức hắn cảm thấy sở huyền tất nhiên thực lực mạnh mẽ hoàng an không nói hai lời liền bái nhập sở huyền bộ hạ nguyện làm hắn đi theo làm tùy tùng chỉ hy vọng sở huyền loại này cường nhân có thể diệt hoàng gia làm hắn ngày đó phú dị bổng lại gặp hoàng gia chủ hệ loại trừ cuối cùng ôm hận mà chết tôn nhi báo thù rửa hận sở huyền đối loại này đưa tới cửa thủ hạ có chút ít cảnh giác nhưng hoàng an vui vẻ nuốt vào một cái ngũ tạng cổ vẫn kiên trì phụng hắn làm chủ nói ý chí kiên định để sở huyền cũng có chút vé mắt lão nô gặp qua chủ nhân hoàng an cung kính nói sở huyền ra khoát khoát tay nói đi ngươi đến cái gì tình báo hoàng an liền một năm một người đen tình báo nói tới sau một lát sở huyền hiểu rõ gật đầu trên mặt không có biểu lộ mảy may, nội tâm lại có chút bi thương. Hoàng An mang tới tình báo, liền là vân vụ sơn mạch dưới đất di tích tình báo, ngay tại thương huyền thời gian một tháng trước, ba phủ dưới đất di tích thật lâu hắc khí cuối cùng tiêu tán. Chỉ có ba tên kim đan tu sĩ sống sót đi ra, đều là thần cương tông tu sĩ, nói cách khác. Vạn vô ảnh xác suất lớn là chết, về phần tử minh hàng ngũ, thực lực không thể so kim đan tu sĩ, càng không cần nhiều lời, ngược lại hàn lưu vân gia hỏa kia, là cái cẩn thận hạng ngươi, có lẽ có thể sống được tới cũng khó nói. Ngắn người bi thương phía sau, Sở Huyền nghĩ đến một cái vấn đề quan trọng, Kim đăng kỳ công pháp đây, sau này nên làm gì tu luyện? Sư Tôn a sư Tôn, có thể hay không sống một thoáng? Kim đăng công pháp cho ta lại chết a. Sở Huyền âm trầm oán thầm, Sở Huyền tùy ý hỏi, Cực Phẩm Ngưng Đan pháp tung tích đây. Không có ư? Hoàng A lắc đầu, xin lỗi chủ nhân, Cực Phẩm Ngưng Đan pháp quá mức hiếm thấy, lão nô dùng hết hết thảy biện pháp đến tìm kiếm thì trung tìm không thấy bắt quá thượng phẩm ngưng đan pháp ngược lại tìm được hai loại đều phù hợp yêu cầu của ngài sở huyền khẽ gật đầu không tệ có lẽ là hắn đánh giá thấp cực phẩm ngưng đan pháp hiếm có động. bây giờ hắn vừa mới vào trúc cơ tầng 9, khoảng cách linh lực trọn vẹn tràn đầy còn có không ít khoảng cách hiện tại tìm tiếp a như bây giờ không có biện pháp cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lấy thượng phẩm ngưng đan pháp ngưng kết kim đan hoàng an bỗng nhiên muốn nói lại thôi Sở Huyền tùy ý nói. Ngươi có cái gì muốn nói? Hoàng An cung kính nói. Lão nô còn chiếm được một tin tức, chỉ là không thể xác định có hay không có chủ nhân cần thiết đồ vật. Sở Huyền khoát tay. Ngươi hãy nói xem. Hoàng An chân thành nói. Hoàng gia chủ hệ có một tên thúc cơ hậu kỳ tu sĩ tên là Hoàng Vũ Dương. Tại phần thiên tông hiệu lực, hắn tham gia đoạn thời gian trước đối thiên ấn môn chiến tranh. Cướp đoạt đại lượng bảo vật, phía trước hai ngày đến Bạch Thủy Thành, Hoàng Vũ Dương muốn tại cử động lần này làm một chàng cỡ nhỏ đấu giá hội, đem những bảo vật này xuất thủ, chỉ ít có người vị trúc cơ kỳ tu sĩ sẽ tham gia. Lão nô thầu sơ giản lực suy đoán, trong đó có lẽ sẽ có chủ nhân cần thiết đồ vật. Sở Huyền hai mắt tỏa sáng, nay ngược lại là Hoàng Vũ Dương thân là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, theo thiên ấn môn đoạt tới bảo vật rất có thể liền có ngưng đan pháp, có giá trị thử một lần. Sở Huyền, Hoàng Vũ Dương tới tham dự hội nghị người tình báo, nhưng có Hoàng An cung kính nói, lão nôn đã làm ngài thu thập nói xong liền đem một chương tờ giấy nhỏ hai tay dâng lên sở huyền vừa ý vật đầu không tệ hắn dừng một chút lại nói chuyện của ngươi ta một mực nhớ kỹ hoàng an trịnh trọng nói chủ nhân thực lực hùng hậu diệt hoàng gia chỉ là tiện tay làm lão nô có thể các mại lão nô hiện tại còn cần lợi dụng hoàng gia làm chủ nhân tìm kiếm tình báo hoàng gia không cần thiết ngược lại đến quá nhanh sau đó chủ nhân như còn có nhu cầu lão nô địa phương lão nô vĩnh viễn sẽ vì ngài thúc giục sở huyền khẽ vật đầu không tệ hắn đã theo hoàng an nơi này thu hoạch rất nhiều tình báo cái này lão tu sĩ độ trung thành không hề nghi ngờ nếu dùng lên thuận tay sau đó tự nhiên còn có thể lại dùng trong chớp mắt sở huyền liền biến mất vô tung hoàng an tựa như người không việc gì đồng dạng tiếp tục lấy chính mình ngày thường làm việc nhìn thấy hoàng gia chủ hệ tộc nhân thậm chí sẽ khiêm tốn mà cúi thấp đầu sọ cười dạng dỡ ai cũng không biết vị này mặt mũi hiền lành người hiền lành nội tâm cất giấu cơ hồ có thể đem toàn bộ hoàng gia đốt thành cho bụi nộ hỏa. Hơn nữa chính giữa càng ngày càng nghiêm trọng. Một ngày sau, ban đêm, Bạch Thủy Thành, Thí Ngọc Lâu, lâu nay là Bạch Thủy Thành có tiếng động tiêu tiền. Lần này Hoàng Vũ Dương chủ trì cỡ nhỏ đấu giá hội. Ngay tại Thí Ngọc Lâu dưới đất, bởi vì là tư mật đấu giá hội, nguyên cơ tham dự hội nghị người cơ hồ đều là người quen, ngoại nhân rất khó chiếm được mời. Sở Huyền tự nhiên không cách nào đạt được thư mời. Biện pháp của hắn rất là đơn giản thô bạo, căn cứ hoàng an cung cấp tình báo hắn mai phục nửa đường cướp giết một cái khác trúc cơ gia tộc lữ gia gia chủ lấy nó ra mặt chế thành mặt nạ ra người liền dễ như chờ bàn tay tiến vào trận này cỡ nhỏ đấu giá hội cái này lữ gia gia chủ là trúc cơ tầng 7, là tính cách lạnh nhạt không tốt lời nói hạng người cùng hắn trúc cơ tu sĩ đều có chút không lớn không nhỏ hiềm khích sở huyền liền trực tiếp đại mã kim đao mùa xuống không để lại dấu vết quan sát tham dự hội nghị người khác trước hết giết ai phía sau giết ai đối với người nào hạ cổ, đối với người nào dùng độc, đều tại hắn tính toán bên trong. Lúc này, bên cạnh sở huyền truyền đến cái khác trúc cơ tu sĩ nói chuyện với nhau âm thanh, liễu gia chủ, có thể từng nghe nói tư đồ gia phong ba, biết biết. Tư đồ gia bị một cái hung đồ tiêu diệt, nhưng thảm, cả nhà trên dưới mấy ngàn miệng, một cái đều không lưu lại, nghe nói thượng tông bên kia đã tra ra được, là ngũ quốc kim long tự một cái ma tăng làm. Nói là có người mắt thấy tư đồ ra trong dinh thự có Phật quang bắn ra, cái gì? Đám kia đầu chọc làm. Tốt. Ta đã sớm biết, đầy miệng bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, sau lưng làm đến độ là loại việc này. Hắc hắc hắc. Không có việc gì không có việc gì, Kim Long tự lập tức liền muốn mất rồi. Trường Tông vốn là dự định trước đối diệu âm cung cùng Ngự Linh Sơn động thủ, ra cái này sự tình, liền tạm thời thay đổi kế hoạch, trước đối Kim Long tự làm khó dễ. Ha 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 ha. Khéo A. Mặc kệ việc này là thật là giả, Kim Long tự đều hết đường chối cãi chúc cơ các tu sĩ thấp giọng trao đổi gần đây phát sinh đại sự sở huyền nghe tới nhịn không được cười lên bút chứng này tính tới trên đầu kim long tự cũng là tốt ngược lại kim long tự không phải vật gì tốt lúc trước tuệ không làm qua sự tình hắn nhưng là rõ ràng muốn nói không có kim long tự phương trượng gợi ý làm sao có khả năng ai các ngươi nói cái kia ma tăng có thể hay không lại đối cái nào tu hành gia tộc hạ thủ cái kia ma tăng làm việc không gì kiên kỵ làm tiền tài không từ thủ đoạn khó đảm bảo sẽ không tìm tới người ta gia tộc các ngươi là chủ động bắt rời, chúng ta cũng là bị thượng tông ép bắt rời. Ta, hy vọng sẽ không bị cái kia ma tăng tìm tới cửa A. Trúc cơ hậu ký tư đầu hùng đều đã chết, ta cũng không phải cái kia ma tăng đối thủ. Sợ rất. Chúng ta mấy cái gia tộc liên hợp lại, lẫn nhau thành thế đối chọi, tại sao phải sợ hắn một cái ma tăng? Nói đúng vậy, cái kia ma tăng nếu thật dám chất vấn, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Tu tiên gia tộc các gia chủ lòng đầy cam phẫn, tựa như đã đánh cái kia ma tăng đen ra công lý. cụ cụ ho nhẹ âm thanh truyền đến một đạo anh tuấn rán giỏi thân ảnh nhanh chân như sao băng đi vào gian phòng này chúc cơ các tu sĩ nộn nhịp ném đi tầm mắt thấy rõ người tới phía sau liền vội vàng đứng lên hoàng sư đệ hoàng sư huynh hoàng đạo hữu tham dự hội nghị đại đa số trúc cơ tu sĩ đều là cảm thấy tiềm lực đã đến đỉnh rời đi phần thiên tông tự mình xây dựng tu tiên gia tộc tu sĩ mà hoàng vũ dương lại vẫn tại trong phần thiên tông hiệu lực lại chỉ có hơn 40 tuổi chính là tiềm lực vô hạn thời điểm như vận khí tốt chút ít có rất lớn khả năng trùng kích kim đan tu sĩ. Đến lúc đó, hoàng gia cũng không phải là cái gì trúc cơ gia tộc, mà là kim đan gia tộc. Đương nhiên, thỉnh thoảng xuất hiện một cái kim đan tu sĩ gia tộc cũng không tính quá mạnh, cùng những cái kia mỗi một thời đại đều có kim đan tu sĩ gia tộc so sánh. Nhiều nhất cũng liền là phù dung sướng nở tối ta, bất quá. Dù cho phóng nhãn toàn bộ Việt Quốc, Trường Thịnh không suy kim đan gia tộc cũng chỉ có một tay số lượng mà thôi. Tại bọn hắn những cái này trúc cơ gia tộc trong mắt, hoàng gia có thăng cấp kim đan gia tộc tiềm chất chỉ ít có thể áp bọn hắn 300 năm Liên đủ bọn hắn chủ động đi lên mịnh bợ hoàng vũ dương hoàng vũ dương cười ha ha một tiếng hướng về mọi người chắp tay hành ngộ hạnh ngộ hoàng mẫu gặp qua các vị hắn ánh mắt nhìn quanh toàn trường trong lúc lơ đãng lướt qua không nói tiếng nào sở huyền lập tức không để lại dấu vết cười một tiếng lữ hưu vị này lữ gia gia chủ ngày trước còn từng là sư huynh của hắn tập ngàn vạn vinh quang tại một thân một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bị thương hại căn cơ cuối cùng không thể không tinh thần chấn nản rời đi tông môn xây dựng tu tiên gia tộc cũng chính là bởi vậy lữ Hưu tính tình đại biến thành bây giờ sinh ra chớ gần tính cách bất quá hoàng vũ dương là cái thể diện người hắn cũng sẽ không đi nhục nhã lữ hưu dạng kia ngược lại dãy hắn thân đoạn hắn chỉ cần nhìn lữ hưu vài lần nội tâm cũng đủ để dâng lên mãnh liệt cảm giác yêu việt sở huyền tự nhiên cũng chú ý tới hoàng vũ dương tầm mắt hoàng a làm việc rất nghiêm túc trình lên tình báo cẩn thận đến cực hạn trong đó có hoàng vũ dương tại trong phần thiên tông quan hệ nhân mạch hắn tự nhiên biết cái lỡ hư này cùng hoàng vũ dương ân oán hắn chỉ là trong lòng cười khẽ gương mặt này dưới ra cũng không phải ngươi hoàng vũ dương quen thuộc cái lữ sư huynh kia hai tóc mai hoa dâm liễu gia chủ ha ha cười nói hoàng sư đệ cũng tới lần này cỡ nhỏ đấu giá hội có thể bắt đầu a à? hoàng vũ dương cười ha ha một tiếng đừng vội ta mời được một vị đạo hữu tới trước nàng cũng có ý hướng đưa trong tay đủ loại bảo vật xuất thủ hoàng vũ dương lời đấy nói xong Tại trận các tu sĩ đều có chút kinh ngạc, còn có người tới, chúng ta quen biết ư? Hoàng Vũ Dương nhìn thấy trong mắt mọi người nghi hoặc, mỉm cười nói: "Cũng không phải là các vị người quen, mà là ta người quen, bất quá." "Các vị có lẽ cũng sẽ không để ý." Lời nói còn chưa nói xong, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, Hoàng Vũ Dương mỉm cười, nàng tới, hắn đích thân đi qua, tao cửa ra, "Tào sư muội, ngươi có thể tính toán tới." Hắn cười ha ha một tiếng, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại trông thấy một vị dáng dấp thanh lệ tư thái yểu điệu nữ tử tàng mọi người đột nhiên chỉ trệ Chân nhớ tới phần thiên tông vị kia cũng khá nổi danh thiên kiêu tào tử khâm lại là tào tử khâm vị này chính là tông chủ coi trọng nhất quan môn đệ tử a chúc cơ các tu sĩ rung động hoàng vũ dương rõ ràng đem tào tử khâm cho người tới cái này đến lớn bao nhiêu mặt mũi hoàng vũ dương tuy là cũng là thiên tài hạng người nhưng nó tư chất cùng tào tử khâm so sánh hiển nhiên kém xa tích tắp hoàng vũ dương 40 tuổi mới đạt tới trúc cơ tầng 7 nhưng tào tử không bây giờ mới 30 tuổi đã là trúc cơ tầng 8. liên vân thiên tông vị kia nguyên anh lão tổ đều vô cùng tán thưởng nói tào tử không ngày sau tất nhiên có thể bước vào kim đan đại đạo tương lai nói không chắc có dòng ngó nguyên anh đại đạo khả năng nhất thời ở giữa các tu sĩ nhộn nhịp lên tiếng vô cùng nhiệt tình đều muốn tại vị này tương lai kim đan trước mặt soát một chút tồn tại cảm giác hoàng vũ dương nhìn thấy một đám các tu sĩ rung động thần sắc trong lòng một trận tự đắc đây chính là ta mời tới người đối mặt những cái này trúc cơ tu sĩ nhiệt tình Tào Tử không chỉ là nhàn nhạt đáp lại, nàng quét mắt một vòng, cuối cùng tại phía trước nhất trên vị trí ngồi xuống. Bất qua, nàng đang muốn ngồi xuống, liền nhìn thấy Sở Huyền, chương này có chút quen thuộc, lại có chút khuôn mặt xa lạ, để nàng không khỏi đến khẽ giật mình. Nàng lúng túng cười một tiếng, "Lữ sư huynh, ngươi cũng tới." Lúc trước, Lữ Hưu chính là nàng và Hoàng Vũ Dương sư huynh, tông chủ còn cố ý để nàng cùng Lữ Hưu kết làm đạo lữ. Sở Huyền vẫn như cũ không nói tiếng nào. Tựa như căn bản không biết rõ Tào Tử không ngồi ở bên cạnh, tào tử không gặp hắn không phản ứng chút nào nụ cười lập tức có chút cứng ngắc trong đôi mắt đẹp cũng có chút lạnh sắp liền cũng quay đầu đi nói dễ nghe chút ít là ngày trước sư huynh nói đến khó nghe chút liền làm một cái căn cơ bị tổn thương tiền đồ ảm đạm chút cơ thôi cũng dám cho nàng vung sắc mặt nàng tất nhiên không biết sở huyền hiện tại đầy trong đầu Mỹ đều là thiên kiêu trọng bảo các loại đồ vật cận tiện còn tại suy tư đợi một chút nên làm gì trước tiên giải quyết nàng cái phần thiên tông này thiên kiêu thực lực tối cường Tự nhiên muốn trước tiên xử lý, nếu không sẽ tăng thêm quá nhiều biến cố. Hoàng Vũ Dương thỏa mãn vỗ vỗ tay, vậy mới mỉm cười nói: Các vị, ngươi đã đến đông đủ, chúng ta lần này cỡ nhỏ đấu giá hội, hiện tại liền chính thức bắt đầu. Rất nhanh, Hoàng Vũ Dương chủ trì cỡ nhỏ đấu giá hội chính thức bắt đầu, đủ loại pháp khí, công pháp, từng cái hiện ra ở trước mặt mọi người. Sở Huyền từ đầu đến cuối đều bình chân như vậy ngồi tại chỗ, không nói tiếng nào. Thời gian từng phút từng giây chuyển rời liễu gia chủ bỗng nhiên che lấy chán cau mày nói có chút choáng đầu hắn dáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên lại hai tay mềm nhũng phịch một tiếng té xuống đất hắn vội vã kéo lấy bên cạnh gia chủ cánh tay muốn đứng lên lại phát hiện đối phương rõ ràng khô quát lởm chởm nhẹ nhàng lôi kéo bất ngờ liền thành một chương da người trong đó huyết nhục cùng nội tạng đều đã biến mất không còn tam tích tại chỗ chỉ còn lại có một bộ sâm bạch không xương bên cạnh gia chủ kinh dị vô cùng cũng muốn đứng dậy bất ngờ phát hiện hai chân của mình đều đã không nghe sai khiến thì trung đứng không dậy nổi cái này kinh dị một màn lập tức để trúc cơ các tu sĩ đều kinh hãi không thôi phát sinh cái gì có người không nói võ đức làm đánh lén hoàng vũ dương tào tử không lúc này cũng cảm giác được không thích hợp bọn hắn lập tức vận chuyển linh lực liền muốn thi triển phòng ngự pháp thuật nhưng mà vận chuyển linh lực tốc bộ lại biến đến mức dị thường chậm chạp tựa như là mạch lạc bên trong bị rót đầy bùn nhão trên diện rộng trì trệ bọn hắn điều động linh lực tốc độ cái này tào tử không có chút ngạc nhiên nàng trời sinh thượng phẩm kim linh căn canh kim linh thể từ nhỏ đã bị phần thiên tông tông chủ tỉ mỉ bồi dưỡng chưa bao giờ từng gặp phải loại này tình huống hoàng vũ dương kinh nghiệm chiến đấu phong phú lập tức liền đoán được khả năng là bị đánh lánh hắn nổi giận gầm lên một tiếng vận dụng bí pháp tiêu hao sinh cơ cưỡng ép thôi động phòng ngự pháp thuật ngay tại cái này thời gian trong nháy mắt số lớn ong binh ong độc từ trong bóng tối xông ra tuôn hướng những cái kia ngổn ngang lộ xộn ngã vào trên đất trúc cơ các tu sĩ ba đầu khôi ngô đen kỳ thân ảnh đột nhiên lướt đi phóng tới hoàng vũ dương tông khí âm u quỷ chảo thì bỗng nhiên bắt tới bóp hướng đầu tàu tử khâm được tàu tử không không có động tác gì nhưng trên người nàng lại bỗng nhiên dâng lên một kiện pháp khí rõ ràng là một mặt lộ ra diện kim chi khí tấm kính man tại trước người sở huyền ngư đồ đã lâu âm sát ma chảo bị tấm hương kia cứ thế mà cả lại nhưng sở huyền dự bị một đạo khác công kích lại đã sớm hướng tàu tử khâm sau đầu quất đi xuống chính là sát hồn sách như là màu đen đại mãng sát hồn sách bỗng nhiên đập xuống trong khoảnh khắc liền đem tào tử không tinh tế cổ trắng nõn cuốn lấy chỉ trong khoảnh khắc Tàu tử không liền hô hấp khó khăn nàng giang chống đỡ lấy vỗ một cái ngực một tấm bùa chú liền đã xuất tầng tầng ánh lửa cơ hồ muốn đem sát hồn sách chấn động ra tới sở huyền liếc mắt liền nhìn ra cái kia phù lục ít nhất là trúc cơ cực phẩm mà lại là chân quý nhất phòng ngự loại phù lục hiển nhiên đó chính là phần thiên tông cho vị nay thiên kiêu bảo mệnh át chủ bài thừa dịp sát hồn sách buông ra thời khắc tào tử không lấy ra hai cái ma phù trong khoảnh khắc liền biến thành một đạo dẫn hồn một đạo chó hồn một trái một phải đột nhiên hướng sở huyền công tới tào tử không mặc dù là nhà ấm bên trong bông hoa không chút trải qua chiến đấu nhưng nàng chiến đấu trực giác cũng là trời sinh treo những cổ trùng kia âm thi pháp thuật lao ra phương hướng nàng một chút liền kết luận là ngay trước sư huynh lữ hưu xuống tay với bọn họ lữ hưu ngươi vì sao động thủ với ta coi như sư muốn đối ngươi có chút thua thiệt ngươi cũng không nên đối đồng môn hạ thủ tào tử không chỉ vào sở huyền lỗ mũi giận dữ hét sở huyền cười lạnh ngươi dám chỉ lỗ mũi của ta phàm ta cấm kỵ làm giết nói xong lời này tại trận các tu sĩ bỗng nhiên biến sắc phàm ta cấm kỵ làm giết lời này thật quen tai chờ chút đây không phải cái kia giết từ đồ ra ma tăng thang như lời nói ư chỉ thấy sở huyền tiện tay ném đi công đức trung liền chấn động ra tới trong chớp mắt liền trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ làm lấp lóe vật quang to lớn chu lớn đen toàn thân hắn đều bao hùng đi vào rắn hồn chó hồn mới vừa vặn sông lên nay tại vĩ ngạn phật quang phía dưới kêu thảm hóa thành cho tàn hoàng vũ dương tò từ không đám người nhìn thấy sở huyền sau đầu cái kia ba đạo không ngừng xoay tròn công đức kim luân chấn kinh có thể lấy lại thêm hoàng vũ dương lúc này liền quát lên một tiếng lớn ngươi quả nhiên liền là cái kia đồ diệt tư đồ ra ma tăng tệ không chờ ăn cơm sở huyền hừ lạnh một tiếng sát hồn tệ không lập tức hiển hiện phát ra trùng kích thần hồn giết lên nó đã sớm tinh tường nhận thức đến trộm gian dùng mánh lới như là sẽ bị chủ nhân đánh tơi bời cái này quét sạch thần hồn rít lên lập tức tự như vại quân trọng chùi đệ ở mọi người não hải tào tử không thần hồn kém xa sở huyền giờ phút này tự nhiên là đầu óc trống rỗng không cách nào tiếp tục suy nghĩ đừng nói thi triển pháp thuật liền nói chuyện cơ năng đều tạm thời mất đi sở huyền vung tay lên vạn hồn phiên bỗng nhiên chấn động ra tới chỉ trong khoảnh khắc liền có trên vạn lệ quỷ vọt ra lúc trước khoa học thành cao ốc một trận chiến vạn hồn phiên hấp thu đại lượng sinh hồn cơ hồ đều muốn tràn ra tới sở huyền tất nhiên không cần những cái này yếu đuối sinh hồn hắn cần là những kinh nghiệm kia không ngừng chém giết cuối cùng sống sót cường đại lệ quỷ tại giới mệnh lệnh của hắn những cái này sinh hồn tại vạn hồn phiên bên trong chém giết chết đi sinh hồn sẽ trở thành sống sót sinh hồn chất dinh dưỡng trải qua không ngừng chém giết phía sau sinh hồn cũng sẽ từng bước chuyển biến cuối cùng tạo thành hơn hai vạn đầu cường hãn lệ quỷ lệ quỷ phẩm cấp cùng âm chi tương tự cũng là quỷ tốt quỷ tướng quỷ sái, quỷ vương dạng này phân cấp. Những cái này lệ quỷ đều là cấp 4 đến cấp 6 quỷ tốt, cùng luyện khí trung kỳ tu sĩ không kém bao nhiêu. Lúc này cùng nhau tiến lên, dù cho cái này chó hồn tương đương với chút cơ sơ kỳ yêu thú, cũng muốn tại trong khoảnh khắc bị xé thành mảnh nhỏ. Bọn lệ quỷ thế đi không giảng. vào thẳng đến tào tử không trên mình. Ngươi một cái ta một cái, thời gian trong nháy mắt, liền đem tào tử không sinh hồn từng khẩu từng khẩu chia an. Cái kia vài đồng nuốt ăn tào tử không hơn nửa cuộc đời hồn lệ quỷ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến càng mạnh tương lai rất có thể sinh ra một đầu quỷ tướng vị này phần thiên tông thiên kiêu rất nhanh liền thành một cỗ thi thể về phần hoàng vũ dương cũng tại long hổ báo tam chi vây công phía dưới miễn cưỡng bị đánh thành cái sàng toàn thân cao thấp liền không mấy chỗ thịt ngon nó huyết nhục bị tan chi nuốt ăn sinh hồn cũng bị thu vào vạn hồn phiên bên trong về phần còn lại những cái kia trúc cơ tu sĩ đã sớm chúng sở huyền trong bóng tối thả ra độc phấn lúc này đối mặt ong binh ong độc công kích không có chút nào chống đỡ lực lượng sớm tại sở liền cùng tào tử không lúc giao thủ đại bộ phận liền đã nuốt hận tây bắc bây giờ hoàng vũ dương đã chết còn lại chút cơ tu sĩ cũng tại cực kỳ tuyệt vọng bên trong chết đi bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra cũng chỉ là tham gia một tràng cỡ nhỏ đấu giá hội mà thôi kế mà lại gặp cái này tai banh vạ gió đều cho ta thu thập sạch sẽ một miếng thịt cũng không thể rơi xuống ân độc phấn cũng toàn bộ thu đi không thể để cho người đoán được ta dùng cái gì độc sở huyền tùy ý phân phó rất nhanh trong phòng này cũng chỉ còn lại một chỗ bồi bộn lại hoàn toàn không có nửa điểm huyết nục dấu tích các ong thợ làm việc liền là nhanh nhẹn một cái nho nhỏ huyết điểm cũng sẽ không lưu lại sở huyền vừa ý gật đầu lập tức dịch dung đổi mặt theo thí ngọc lâu một phương hướng khác rời đi những cái kia trúc cơ tu sĩ túi chữ vật phòng chừng không có gì quá lớn kinh hỉ nhưng hoàng vũ dương cùng tào tử không túi chữ vật nhất định có thể để hắn cao hứng thật lâu hy vọng có vật của ta muốn nếu là còn không có cũng chỉ có thể lại đi mấy cái tu tiên gia tộc đến cửa bái phỏng đòi hỏi và nhất bọn hắn không cùng ta chia sẻ gia tộc nội tình giác ngộ lại đền chém chém giết giết a à, quái phiền thoái sở huyền chặt lưỡi không chế lấy thanh ảnh toa rất nhanh biến mất tại đen kịt trong bóng đêm sở huyền ngồi ngay ngắn ở nhiếp hồn đoạt sát trong đại trận từng cái mở ra những cái này trúc cơ tu sĩ túi chữ vật cùng hắn chỗ liệu không kém nhiều ly nên tu sĩ này tuy là trúc cơ nhưng trên mình chân bảo nhưng cũng không nhiều những người này phỏng trường cùng tư đồ hùng không giống nhau lắm đồ vật đều không đặt ở trên mình mà là lưu tại gia tộc đồ vật đều không cần tại trên người quá đáng tiếc sở huyền ma quyền sát trường lần lượt mở ra hoàng vũ dương cùng tào tử khâm túi chữ vật hoàng vũ dương trong túi chữ vật loại đi linh thạch thương phòng pháp khí chờ bình thường bảo vật lại bỏ qua những cái kia theo thiên ấn môn thu được mà đến chiến lợi phẩm bất ngờ còn có một bình nhỏ địa mẫu linh dịch một đầu bạo hỏa gấu yêu thú nội đan hắn còn muốn đi chính thống toàn bộ kim đan con đường sở huyền không khỏi đến cười cười địa mẫu linh dịch chính là đi toàn bộ kim đan con đường cần thiết thiên tài địa bảo một trong phục dụng cái này linh vật có thể tăng nhanh toàn bộ kim đan ngưng kết cái kia bạo hỏa gấu yêu thú nội đan cũng không tệ đáng tức cùng hắn lôi linh căn không xứng bất quá hỏa này yêu thú nội đan tương lai cũng là có thể lấy ra trao đổi cái khác loại hình yêu đan cũng không phải là chọn vẹn không có thu hoạch ngược lại tào tử khâm túi chữ vật cho hắn to lớn kinh hỉ nữ tử này xứng đáng là phần thiên tông nguyên anh lão tổ đều không tiếc táng dương thiên kiêu trong túi chữ vật bảo vật thậm chí còn muốn vượt qua thân là thiên ấn tam tử đứng đầu đoàn phi bồng linh thạch pháp khí đan dược phu lục các loại bảo vật tạm thời không nói sở huyền để ý nhất đầu vật nàng có nương đan bí pháp cực phẩm sở huyền nâng lên cái kia thật mỏng cổ tịch lộ ra vui mừng mỉm cười lôi mãng ngưng đan pháp lấy lôi mãng yêu thú nội đan làm dẫn ngưng kết thú kim đan cũng thật là phải nhiều hơn cảm tạ Hoàng Vũ Dương, nếu không phải hắn mời Tào Tử không tham gia trận này cỡ nhỏ đấu giá hội, chỉ sợ ta lại tốn mấy năm thời gian, cũng tìm không thấy một môn cực phẩm ngưng đan pháp. Sở Huyền hơi có chút cảm khái, hắn tiếp tục liếc nhìn Tào Tử không trong nhẫn chữ vật bảo vật, một lát sau, phát hiện đồng dạng ngoài ý liệu đồ vật. Đây là Sở Huyền cầm lấy một mai cổ lão ngọc giản, như có điều suy nghĩ, ngọc giản mặt ngoài điêu khắc mấy chữ, Hoàng Tiên Hồn Đan Pháp. Sở Huyền có chút lạc nhiên, đây là cái gì? thế nào cảm giác cùng hoàng tuyền đạo tông có chút quan hệ sở huyền đem ngọc giản rán ở mi tâm đại lượng tin tức chen chúc mà tới thời gian trong nháy mắt hắn liền đem cái này hoàng tuyền hồn đan pháp hiểu rõ tại tâm lại là ngưng kết thứ hai kim đan bì pháp sở huyền vô cùng kinh ngạc thứ hai kim đan loại việc này cái nào từng nghe nói qua vân vụ sơn mạch vào chỗ tại thông châu cùng vụ châu giáp danh thần thiên tông đã sớm đem vân vụ sơn mạch chiếm lĩnh cái kia tư quỷ cung cũng tại trong khống chế của bọn hắn sở huyền suy đoán Pháp này chỉ sợ là phần thiên tông theo cái kia dưới đất trong di tích có được, cuối cùng bị phần thiên tông tông chủ ban cho tào tử không. Nguyên ý hẳn là hy vọng tào tử không có thể lĩnh hội pháp này, ngưng kết thứ hai kim đan. Không ý tới tào tử không bất ngờ chết bất đắc kỳ tử, pháp này lại rơi xuống trong tay mình. Thì ra là thế, cái này thứ hai kim đan cũng không phải là ở vào linh hải, mà là ở vào trong thần hồn. Cuối cùng, đây là một môn tăng cường thần hồn bí pháp. Một khi luyện thành hoàng tuyền hồn đan, thần hồn trực tiếp tăng vọt vấp năm lần loại này công hiệu không biết bỏ qua đoán thần quyết gấp bao nhiêu lần sở huyền vô cùng kinh nghỉ. nhìn thấy ngưng kết hoàng tuyền hồn đan cần thiết điều kiện hắn càng là cười đến không mậm miệng được cần tại tử trận trăm vạn người trở lên chiến trường ngưng kết hoàng tuyền đạo cơ lại lấy 10 vạn sinh hồn ngưng kết hoàng tuyền hồn đan hai cái này đều không khó giải quyết hải lam tinh khắp nơi đều có chỉ cần ăn cơm sóng siêu âm vừa mờ bốn phương tám hướng đều sẽ chen chúc mà tới 10 vạn sinh hồn dễ như trở bàn tay về phần trận kia vong trăm vạn người trở lên chiến trường ngược lại khó mà tại hải lam tinh tìm đến chiến trường bình thường đều có mãnh liệt âm khí quán khí chiến tranh chi khí những cái này tà khí theo lấy thời gian lên men sẽ từng bước một biến đến càng đáng sợ loại hoàn cảnh này cũng không phải tụ tập đại lượng giết chết liền có thể tự nhiên chế tạo ra bất quá hải lam tinh tìm không thấy thương huyền thiên địa khẳng định có ngu quắc việt quốc tiến quốc loại này phàn nhân quốc gia đều là từ tu tiên tông môn khống chế tông môn ở giữa bạo phát chiến tranh phàm nhân há lại sẽ chỉ lo thân mình những người phàm tục kia đế vương đem lẫn nhau uy vô pháp tu tiên như làm di tên sử sách hay là làm thượng tông ban thường lấy kéo dài tuổi thọ cũng tất nhiên nghĩ đến đánh xuống một cái thật to cương thổ chiến tranh cái này chẳng phải tới sở huyền ngược lại không lo lắng độ chấn động không đủ chỉ cần cuộc chiến này đánh nhau luôn có người sẽ ở vụng trộm châm ngòi thổi gió đen chiến hỏa nấu đến càng lúc càng lớn mặt ngoài chính đạo sau lưng mà đạo người có thể còn nhiều phàm nhân chiến tranh quy mô càng là to lớn bọn hắn cũng càng là có thể từ ló mưu lợi bất chính sở huyền đem việc này di tạc trong lòng Ngày sau liền phân phó hoàng an vụng trộm chú ý việc này hoàng tiền hồn đan ngưng tụ càng thêm mau lẹ hắn dự định trước ngưng kết hoàng tiền hồn đan như vậy thân hồn đã có thể cùng kim đan tu sĩ sánh vai cùng miễn cưỡng xem như cái ngụy kim đan tu sĩ lấy loại tu vi này tìm kiếm lôi mãng yêu đan đơn giản tự nhiên rất nhiều đến lúc đó lại lấy lôi mãng ngưng đan pháp ngưng kết thu kim đan là được thần thiên sơn mạch nơi đây làm phần thiên tông sơn môn chỗ tồn tại tông môn nghị sự đại điện bên trong la phi dũng thượng nguyệt hai người lo sợ bất tan nửa quỳ ở phía dưới tông chủ triệu đỉnh viêm kỳ ngồi xếp bằng trên bồ đoan sắc mặt âm tình bất định hắn cảm giác lòng của mình đa dỉ máu tào tử không chết hoàng vũ dương chết một đám tham gia cỡ nhỏ đấu giá hội trúc cơ tu sĩ đều đã chết cha ra cái gì tới triệu đỉnh viêm hít sâu một hơi trầm giọng nói la phi dũng cung kính nói bẩm tông chủ bạch thủy thành thí ngọc lâu phụ cận có không ít phàm nhân đều mát thấy dưới đất truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau bọn hắn tới gần phía sau phát hiện có cường liệt phật quang chiếu còn có lượn lờ phạm âm thượng Nguyên nói theo ta hai người đều cho rằng hẳn là cái kia đồ diệt tư đồ ra ma tăng trong bóng tối xâm nhập vào cỡ nhỏ đấu giá hội lấy tàn nhẫn thủ đoạn tàn sát hoàng sư huynh tào sư thư tại bên trong 18 người Chữa đỉnh viêm giận quá thành cười tốt tốt chỉ là một cái kim long tự ma tăng dám giết ta phần thiên tông thiên kiêu liên sát ta 18 tên chúc cơ tu sĩ thua này không đội trời chung truyền bản tọa mệnh lệnh lập tức mời tông môn tất cả kim đan trưởng lão tới trước tông môn đại điện cần thiên tông nghị sự la phi dũng thượng nguyệt hai người cung kính ngật đầu đúng liền lập tức lui ra ba ngày sau đó thần thiên tông lấy kim long tự hỏa thượng tàn sát phần thiên tông thiên kiêu chờ 18 vị trúc cơ tu sĩ làm lý do đối kim long tự phát động tập kích những cái kia phân bố tại diệu âm cung ngự linh sơn trên biên giới phần thiên tông các tu sĩ toàn bộ hướng kim long tự bên này điều động tới diệu âm cung ngự linh sơn đều hiểu đến môi hở răng lạnh đạo lý lập tức cũng đầu nhập chiến tranh giảm bớt kim long tự áp lực thần cương tông cùng phần thiên tông xưa nay có thủ cũng đầu nhập vào chiến tranh chỉ bất quá bọn hắn đầu nhập tu sĩ cũng không nhiều tựa hồ chỉ là đi cái cảnh nối dường như đang đợi cái gì chịu đến tu sĩ chiến tranh ảnh hưởng việt quốc phàm nhân quân đội cũng giết vào ngu quốc cướp bóc bóp giết ngu quốc việt quốc hai nước phàm nhân cũng mở ra kéo dài phàm nhân chiến tranh những cái kia tiềm ẩn tại trong bóng dâm các ma tu lộ nhịp bắt đầu trợ giúp tăng lên chiến tranh độ chấn động sở huyền theo hoàng an thu thập tới trong tình máu đến dòng ngó bây giờ chiến cuộc toàn cảnh thần cương tông cùng phần thiên tông có thu truyền kiếp lại như vậy cầu không có toàn lực xuất thủ có lẽ còn có hậu thủ nếu như ta không đoán sai hẳn là yến quốc bắt luyện tông cũng kìm nén không được muốn vào trận sở huyền lắc đầu cặp liên tục đã như vậy vậy các ngươi liền thật tốt đánh đi ta trước ngượng vân vụ sơn mạch thần cương tông sớm đã từ nay về sau rút lui thần thiên tông đã đem cái này dưới đất di tích tiếp quản xem như hoàng tuyền đạo tông ngày trước một cái phân chi thần thiên tông tự nhiên biết rõ cái này dưới đất di tích là cái gì cho nên mới đặc biệt coi trọng nơi đây thần thiên tông phái đại lượng phàm nhân thợ thủ công tại tư quỷ cung bên trên xây dựng thành trại bày ra phòng ngự trận pháp lại phái một tên kim đan đại năng năm tên trúc cờ tu sĩ lần trăm tên luyện khí tu sĩ trường xuyên nơi đây không cho phép bất luận kẻ nào tới gần vậy mà lúc này giờ phút này những tu sĩ này lại đều biến mất không thấy gì nữa tựa như là bốc hơi đồng dạng một đạo trên mình tản ra nhàn nhạt hắc khí thân ảnh theo thành trong trại đi ra tham lam hô hấp lấy không khí mới này phía sau của hắn vô cùng vô tận huyết khí chen chúc mà tới chui vào thân thể 500 năm ta lại trở về ánh trăng lạnh lùng xuyên thấu qua đen kịt trà cây chiếu xạ tại trên khuôn mặt hắn gương mặt này sở huyền rất quen thuộc chính là trong thiên ấn tam tử ẩn tàng sâu nhất cái vị kia Hàn Lưu Vân, chỉ bất quá, bây giờ Hàn Lưu Vân hiển nhiên chỉ còn lại có một bộ thể xác, trong đó thần hồn đã sớm bị một người khác chỗ thay thế. 500 năm, năng hoang tu tiên giới biến thành dáng dấp ra sao? Những lão bất tử kia có lẽ còn không chết đi. Đừng chết, ngàn vạn đừng chết, các ngươi nguyên anh là của ta, một cái đều không thể thiếu. Hắn lộ ra cười lạnh, nó thân thể bị hắc khí bao phủ, trong chớp mắt lại biến mất tại trong bóng tối. Hoàng Tuyền Đạo Tông Thiên Kiêu Thương Thiên Tuyệt, Thiên Phẩm Băng Linh Can, Kim Đan tầng 9, muốn bắt tay vào làm trùng kích nguyên anh đại đạo hoàng tuyền đạo tông tổ địa không cánh mà bay phía sau thương thiên tuyệt cũng ly kỳ mất tích có tu sĩ mắt thấy thương thiên tuyệt một lần cuối cùng xuất hiện là hoàng tuyền đạo tông tư quỷ cung một tòa mái nhà cao tầng sở huyền lật sen trong tay điển tịch như có điều suy nghĩ thân này điển tịch bắt nguồn từ tao tử không túi chữ vật sở huyền đối với hoàng tuyền đạo tông lịch sử cảm thấy rất hứng thú vậy mới tại tu luyện nhàn hạ thời điểm lật xem ân có tới sở huyền nhìn về phía mặt đất phát hiện đã có chen trúc mà tới hắn nỉm cười hắn sớm đã để hắc phong làm hắn tìm kiếm song siêu âm máy phát bây giờ tuy nói khắp nơi đổ nát thế lương thế nhưng chút ít dụng cụ khoa học vẫn là có thể tha trong phế tích tìm tới như chính hắn đi tìm tất nhiên sẽ lãng phí rất nhiều thời gian nhưng hắc phong toàn bộ công ty làm hắn tìm kiếm năng rất tự nhiên cực cao năm ngày trước trọn vẹn bốn đài sóng siêu âm máy phát liền bị vương cương kiến đám người cung kính đưa đến sở huyền trước mặt hắn chọn một đài tốt nhất lại mang lên dầu máy phát điện đi tới tòa đại lầu này mái nhà vừa mới liền đã mở ra máy phát sắc mở cương sóng siêu âm truyền bá ra ngoài buồn bực ngắn ngẩm thời khác mới lật xem bản điển tịch kia hóng hóng hống, trên mặt đất trên trúc mà đến càng ngày càng nhiều ba năm đầu mười mấy đầu trên trăm đầu mấy ngàn con thời gian theo buổi sáng đi tới buổi chiều dưới đại lầu đã tụ tập vượt qua mười vạn đầu trong đó không thiếu những nhục thân kia cường hãn lực bật kinh người có đặc biệt thiên phú cao cấp sở huyền lúc này liền kích hoạt trận pháp rầm 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 đáng sợ huyết luyện chi hỏa từ không sinh có xuất hiện từ mặt đất dâng lên đem có thôn phệ dù cho sáu bảy cấp đối mặt huyết luyện thi hỏa cũng không có chút nào lực ngăn cản rất nhanh liền rú chảm lấy hóa thành huyết luyện thi hỏa nhiên liệu trận này tên là huyết luyện chi hỏa trận chuyên môn dùng để chế tạo huyết luyện thi hỏa sở huyền hiện tại dự trữ huyết luyện chi hỏa đã càng ngày càng nhiều trọn vẹn đủ hắn trong chiến đấu không cố kỵ chút nào tiêu hao hắn nguyên cớ còn muốn tiếp tục tích lũi là bởi vì nhìn thấy trong huyết sát luyện ma kinh nhi chết như huyết luyện chi hỏa tích lũy đến đủ nhiều, có lẽ có khả năng đem nó biến thành càng cường đại hơn huyết sát âm hỏa. Huyết luyện chi hỏa chỉ thương thân, nhưng huyết sát âm hỏa lại có thể đồng thời tổn hại sức khỏe, thương tổn hồn. Tuy là có rất ít người làm đến, nhưng giờ Huyền vẫn là muốn thử một lần. Cuối cùng, những cái kia mà tu tiền bối sợ là cũng không thể như hắn dạng này, có thể đem vô cùng vô tận nhiên liệu đầu nhập huyết luyện chi hỏa, huyết luyện chi hỏa càng ngày càng nhiều, sớm muộn có một ngày cũng có thể từ đó sinh ra huyết sát âm hỏa à? sở huyền lộ ra nụ cười không bao lâu mười vạn đều bị huyết luyện chi hỏa thôn phệ sở huyền tiện tay vừa thu lại liền đem huyết luyện thi hỏa thu đi hắn lại lấy ra một mặt đại hồn phiên đem người vạn sinh hồn thu đi đại hồn phiên hạ phòng pháp khí cũng không phải là vạn hồn phiên cũng chỉ có thu lấy sinh hồn du hồn các loại phổ thông quỷ hồn năng lực mà thôi cái này đại hồn phiên vẫn là hắn cố ý chuẩn bị chính là vì cái này mười vạn sinh hồn nếu là thu vào vạn hồn phiên cái này người vạn sinh hồn không dùng đến mấy này liền sẽ bị những cái kia cường đại lệ quỷ cho xé thành mảnh nhỏ như vậy ngưng kết hoàng tuyền hồn an bên trong một cái điều kiện liền thành không tệ nhìn đối hoàng an lại làm thành sở huyền phát hiện mẫu thạch xuất hiện vết nứt hai mắt tỏa sáng bạch thủy thành hoàng an hướng sở huyền cung kính khom người bẩm chủ nhân lão nô đã tìm tới ngài muốn địa phương tổng cộng có ba chỗ thứ nhất làm ẩm mã nguyên chiến trường nửa tháng trước việt quốc cùng ngu quốc tại ẩm mã nguyên khai chiến trong lúc đó có mấy tên ma tu châm ngòi thổi gió sóc phương tổng cộng đầu nhập hơn 200 vạn phàm nhân sĩ tốt bây giờ nơi đó đã tạo thành một chỗ oán khí cực sâu chiến trường thứ hai làm bạt thủy hạt chiến trường nơi đó chính là một chỗ cổ chiến trường là yến quốc cùng ngu quốc 200 năm trước ác chiến địa phương cũng có trăm vạn sĩ tốt mất mạng thứ ba làm vô ngân sa mạc lâu lan chiến trường nơi đó từng là ngu quốc cùng về quốc rằng có địa phương sóc phương ác chiến hơn 10 năm tính gộp lại đầu nhập 300 vạn binh lực bất quá nơi đó bị phần thiên tông một mực, mực quản khống e rằng khó mà tiến vào hoàng an hai tay dâng lên một chương trang sách sở huyền tiếp nhận xem xét trên đó chính là cái này ba chỗ chiến trường tài liệu cặn kẽ hắn vừa ý gật đầu không tệ hoàng an tiếp tục nói chủ nhân ngài phân phó lão nô tìm kiếm hỏa thuộc tính yêu thú một thuộc tính yêu thú lôi thuộc tính yêu thú yêu đang cũng đã có manh mối như ngài cần lão nô hiện tại liền làm ngài sóng đến sở huyền khoát khoát tay tạm thời để đó hắn cũng không có nói thẳng chính mình cần lôi thuộc tính mãng xà yêu đan mà là gia nhập hỏa thuộc tính mộc thuộc tính tới đánh lừa dư luận gặp ngươi chỉ nói ba phần lời nói không thể toàn bộ ném một mảnh tâm hắn cũng không lo lắng hoàng an trung thành Tái này lão tu sĩ hành động đã đủ để hoàng gia ngược sát hắn một trăm lần hắn lo lắng duy nhất chính là có người phát hiện hoàng an có vấn đề vận dụng sư hồn chờ phương pháp tra được hắn sở huyền suy nghĩ một chút đem một khỏa đại huyết châu bán tới lại lấy ra một kiện trung phẩm pháp khí công kích một kiện thượng phẩm phòng ngự phòng pháp khí cũng giao cho hoàng an hoàng an vô cùng chấn động hắn lỗ mũi co lại hốc mắt phiếm hồng đúng là trực tiếp toàn bộ quỳ xuống tới hướng sở huyền thật sâu dập đầu đa tạ chủ nhân ban thường lão nô minh bật ý của mai sau này nhất định càng cẩn thận làm chủ nhân làm việc sở huyền mỉm cười vật đầu như vậy rất tốt thân hình hắn lóe lên trong chớp mắt liền không còn bóng dáng Tích bạch thủy thành liền thẳng đến ẩm mã nguyên chiến trường mà đi vô trong mảng lớn địa khu đều là thâm sơn thung lũng lớn từng tòa nhân tộc thành trì giống như chân châu đồng dạng điểm xuyết ở giữa sở huyền cũng chính là lấy những thành trì này xem như than chiếu tìm kiếm cái kia ba chỗ chiến trường sở huyền từng đi qua bình nguyên thành khoảng cách phía tây cẩm châu khá gần mà bạch thủy thành tại bình nguyên thành hướng đông nam ẩm mã nguyên thì ở vào vụ châu trung bộ sở huyền một đường xuôi nam sau gần nửa ngày liền đi tới ẩm mã nguyên vừa mới đến hắn liền tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên cái này ẩm mã nguyên chết quá nhiều phàm nhân sĩ tốt theo trên không nhìn đều có thể nhìn thấy oán khí ngút trời cùng sát khí. bây giờ mu quốc chính đạo ngũ tông sớm đã vô lực quản hạt các nơi âm sát chi khí loại này oán sát trùng thiên chiến trường tự nhiên bị rất nhiều ma tu vào xem đối ma tu tới nói đây quả thực tự như là chuột tiến vào vại gạo. bất quá chiến trường này rất là rộng rãi ma tu cũng liền như thế địa minh cớ mọi người đều cực kỳ ngầm hiểu lẫn nhau mỗi người chiếm một mảnh địa bàn hơn nữa luyện khí ma tu ngay tại chiến trường mọi vi chúc cơ ma tu thì tại trong chiến trường vòng nước giếng không phạm nước sông sở huyền phát ra trúc cơ khí tức một đường tiến lên không người dám ngăn hắn rất nhanh liền đi tới trong chiến trường vòng trong chốc lát liền phát hiện phía trước có người tranh đấu thô sơ giả lược xem xét tựa hồ là một đám người vây đánh ba người tới lần xem xét rõ ràng là một cái nữ tu điều khiển năm đầu âm chi vây công ba tên tu sĩ nữ tu thành thạo mà cái kia ba tên tu sĩ cố gắng muốn phá vây nhưng thủy trung không cách nào xông phá âm thi phòng ngự sở huyền nhìn lướt qua không thể nín được cười lên Coi ý tứ nữ tu này chính là ngày trước sư muội lý hiểu mạn nữ tử này là thi khối tông số lượng không nhiều chuyên nhân từ minh từng lực mời nàng tiến về tư quỷ cung tầm bảo bị nàng cự tuyệt sở huyền lúc ấy liền cảm thấy đến từ minh là cái chết tiệt quỷ mà cái này lý hiểu mạn cũng là biết xu cát tị hung hạng người quả nhiên nàng còn sống thời gian trong nháy mắt đã có hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ vấp tại âm thi trong tay còn lại một người một cây chẳng chống vững nhà bị lý hiểu mạn chính tay lấy âm sát ma trảo bắt được ngay tại chỗ đánh tối nhìn bộ dáng kia hẳn là dự định đem nó bắt sống lấy luyện chế cường đại chi tương sở huyền cũng không muốn tại trước mặt nàng hiện thân vạn vô ảnh chết cực âm động chỉ còn trên danh nghĩa chính mình cùng lý hiểu mạn chỉ có sư huynh muội danh tiếng mà không sư huynh muội thực sau đó chính mình thành kim đan lý hiểu mạn sớm muộn sẽ già đi không muốn lập mặt ôn chuyện tất yếu ai lý hiểu mạn vô cùng cảnh giác nhìn bốn phía sở huyền làng ra một bộ lão già âm thanh tiểu nữ oa nơi này lão hùng muốn cút đi trúc cơ hậu kỳ khí tức lập tức kích động ra lý hiểu mạng tâm thần sợ hãi mang lên cái kia trúc cơ tu sĩ lập tức nhanh chóng thối lui tiền bối mời ngài văn bối không cùng ngài tranh nàng cho chính mình dán lên một trương thần hành phù trong chớp mắt liền chạy mất dạng không còn bóng dáng sợ sở huyền cái này lão ma truy sát nàng sở huyền cười cười là người thông minh người tài giỏi như thế có thể giống đến lâu dài chỉ tiếc lý hiểu mạng tư chất chỉ là bình thường trừ phi gặp được đại cơ duyên bằng không một đời đều cực kỳ khó đụng chạm kim đan đại đạo sở huyền tại trong chiến trường vòng cực nhanh trúc cơ hậu kỳ khí tức không che giấu chút nào phát ra những nơi đi qua còn lại trúc cơ ma tu nghe ngóng rồi chuồn rất nhanh nơi này liền chỉ còn lại có sở huyền một người hắn tìm âm khí sắc khí chiến tranh chi khí nồng nặc nhất địa phương lấy sát hồn xét đập ra một cái hố to cũng đang chính mình chôn đi vào xung quanh thuần tiện còn bày ra mê vụ cường đại trận pháp cùng phòng ngự trận pháp vậy mới ngồi xếp bằng xuống lấy nơi đây trăm vạn vong linh oán sát ngưng hoàng tuyền đạo cơ vù 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 tràn đầy oán sát khí tựa như nhận lấy dẫn dắt lập tức hướng về trong chiến trường tranh trúc mà đi thời gian trong nháy mắt liền tạo thành một cái to lớn luồng khí xoáy như có cái gì đáng sợ ma quỷ ngay tại thôn hấp lấy những cái này oán sát trên thực tế đây chính xuất là hoàng tuyền bí đan pháp rào hoạt chỗ ngưng kết hoàng tuyền đạo cơ một bước này cố tình ngụy trang thành tương tự tai họa ma quỷ hút vào oán sát khí giáng dấp như vậy liền có thể bước lui rất nhiều hiếu kỳ tu sĩ tai họa ma quỷ cùng du hồn lệ quỷ đồng dạng đều không có thực thể nhưng chúng nó tính công kích lại cực mạnh hơn nữa trực kích thần hồn không có mấy cái trúc cơ tu sĩ chịu được chiếm cứ ẩn mã nguyên chiến trường các ngươi các ma tu. nhìn thấy cái này nối liền đất trời oán sát khí xoáy nháy mắt tây cả ra đầu cả đám đều không hạnh mà cùng hướng về chiến trường ngoại vi cướp đường trốn như điên ma tu hiểu nhất xu lợi tránh hại thế có một chút gió thổi cỏ lai, bọn hắn chạy đến so với ai khác đều nhanh. ngược lại phàm nhân chiến trường còn nhiều chính là nhiều nhất liền là tử vong phàm nhân quy mô không sánh được nơi này. chẳng qua đi địa phương khác hấp thu âm sát chi khí liền thôi, không cần tại nơi này nơm nấp lo sợ, bốc lên nguy hiểm tính mạng rất nhanh. cái này ẩm mã nguyên chiến trường liền không có một ai, chỉ có một ít quạ đen kền kền dám thử cơ bay xuống ăn vụng những cái kia thối giữa huyết nhục. sở huyền liền tại trung tâm chiến trường điên cuồng hấp thu oán sát khí dưới thiên linh cái một tấc hoàng tuyền đạo Cơ từng bước thành hình một ngày hai ngày ba ngày thời gian từng ngày trôi qua cho đến sau một tháng lạnh giá tịch mịch hoàng tuyền đạo cơ mới trọn vẹn thành hình giờ khác này sở huyền thần hồn tăng vọt hơn hai lần toàn bộ ẩm mã nguyên đều ở nhận biết bên trong hắn bỗng nhiên mở mắt lộ ra vẻ mừng rỡ hoàng tuyền đạo cơ đã thành mười vạn sinh hồn đã có là thời điểm trở về hải lam tinh ngưng kết hoàng tuyền hồn đan hắn không chế thanh ảnh toa lập tức trốn ra đến nhất an toàn bộ chỗ liền lập tức thông qua huyết kính quay trở về hải lam tinh hải lam hào thái khách sạn sân thượng sở huyền lấy ra đại hồn phiên đem 10 vạn sinh hồn chậm chạp phóng thích ra ngoài sinh hồn cơ hồ không có gì tính công kích chỉ biết ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ sở huyền lập tức dựa theo hoàng tuyền hồn đan pháp pháp môn thôi động hoàng tuyền đạo cơ hấp thu những cái này sinh hồn một cái hai cái ba con sinh hồn không có chút nào lực ngăn cản liên thành hoàng tuyền đạo cơ một bộ phận liên tục hấp thu hơn trăm con sinh hồn, hắn liền cảm giác não hải một trận căng đau, không thể không dừng lại, chỉ để luyện hóa những cái này sinh hồn. Tiếp xuống, đã là như thế tái diễn quá trình, hấp thu, luyện hóa, nghỉ ngơi, lại hấp thu, lại luyện hóa, lại nghỉ ngơi, tu hành không tới nguyệt. Ngưng kết hoàng tiền hồn đan thời gian qua đến cực nhanh, thời gian trong nháy mắt, liền là một năm, sở huyền thu thập tới 10 vạn sinh hồn, đã không còn một nửa, hoàng tiền đạo cơ đã đang hướng lấy êm dịu đang dược phương hướng chuyển biến cùng lúc đó tầm mã nguyên chiến trường một đạo thân ảnh ngự khí mà đi đi tới trên bầu trời của chiến trường luyện khí tu sĩ trúc cơ tu sĩ đều cần mượn pháp khí phi hành chỉ có kim đan trở lên cảnh giới tu sĩ mới có thể không có gì phi hành phía dưới các ma tu vừa nhìn thấy thân ảnh này lập tức vô cùng chấn kinh vội vã trốn xa kim đan đại năng tới mặc kệ là tốt là xấu chạy liền xong xuôi mà nếu như là chính đạo đại năng tất nhiên sẽ diệt bọn hắn những ma tu này nếu như là ma đạo cự phách cái kia chảm hại hơn, nói không chắc sẽ tiện tay luyện thành huyết đan. Hồn đan cái gì? Hồ, một đạo tiếng hừ lạnh từ bầu trời vang lên, liền tựa như kinh lôi nổ vang. Trong lúc nhất thời, tất cả chốn sa ma tu đều phịch một tiếng nổ thành huyết vụ. Đạo thân ảnh kia chậm chậm rơi xuống đất, đi tới trong chiến trường. Nơi này bất ngờ có một cái hồ lớn, vừa mới liền có không ít ma tu vây quanh tại hồ lớn chung quanh. Đạo thân ảnh này khuôn mặt, chính là Hàn Lưu Vân Dung Mạo, chỉ bất quá. Bây giờ hắn thể xác bên trong chứa lấy, cũng là tên là thương thiên tuyệt thần hồn chỗ này chiến trường không phải vân đây mới tạo thành ư rõ ràng bị một cái tu sĩ nhanh chân đến trước loại trừ ta hoàng tuyền đạo tông bì pháp rõ ràng còn có gan người dám hấp thu loại này đại quy mô chiến trường oán sắc khí thương thiên tuyệt nhíu mày hắn không có suy nghĩ nhiều cũng không có lưu lại mà là lập tức hướng về chỗ tiếp theo chiến trường tiến đến thời gian của hắn rất quý giá tuy nói tại tư quỷ cung bên trong thông phệ đại lượng kim đan tu sĩ kim đan thần hồn cùng huyết nhục hắn tình trạng cũng mới khó khăn lắm khôi phục lại năm đó đỉnh phong mà thôi. Muốn trùng kích nguyên anh đại đạo, còn cần tại một chỗ tử trận trăm vạn người trở lên chiến trường hấp thu oán sát khí, không biết là ai cướp tại phía trước ta hấp thu oán sát khí. Nếu để ta đã biết, nhất định phải tiễn hắn đi gặp dưới cửu tiền sư tôn. Thương thiên tuyệt hừ lạnh một tiếng, rời đi nơi đây. Hải Lam, sở huyền quanh thân không có một tơ một hào gió, nhưng áo bào cũng đã phồng lên lên. Trung quanh hắn tràn ngập khó mà nói rõ khí tràng, rõ ràng hắn an vị tại nơi đó, nhưng lại phẳng phất tại trăm ngàn mét bên ngoài, nháy mắt sau đó. Lại đột nhiên xuất hiện tại trước mắt rất gần địa phương, long hổ báo tan chi đều cao lấy đầu, nhì không hiểu chủ nhân phát sinh biến hóa gì, vù vù. Lý đó thời khắc này, sở huyền quanh thân bỗng nhiên đã xuất tầng tầng của phong, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, khi tức vào giờ khắc này tăng vọt, chỉ trong khoảnh khắc, Liên vượt xa khỏi trúc cơ tầng 9, hoàng tuyên hồn đan, thành, sở huyền vui mừng quá đỗi, hắn hôm nay, đã không còn là trúc cơ tu sĩ nhưng cũng không thể xem như kim đan tu sĩ chỉ có thể coi là ngụy kim đan nhưng dù vậy hắn cũng đã có thể hoàn ngược trúc cơ tầng chính tu sĩ dù cho tới bên trên hơn 10 người, người trúc cơ tầng chính cùng nhau ra tay với hắn cũng sẽ bị hắn trêu đùa tại bàn tay ở giữa thần hồn của ta quá tràn đầy đây chính là tức hải ư ta còn không chính thức trở thành kim đan tu sĩ tức hải liền sớm mở ra tới sở huyền cảm giác trong thân thể của mình trong ngoài bên ngoài phát sinh biến hóa cảm khái không thôi Bình thường tới nói chỉ có ngưng tụ thành kim đan, tức hải cùng thần thức mới sẽ theo đó cùng nhau sinh ra. Cái gọi tức hải nói nông na một chút kỳ thực liền là thần hồn chỗ ở, không có tức hải phía trước thần hồn chỉ là tồn tại ở trong đại não. Bên cạnh đó không có tức hải phía trước muốn cho túng pháp khí hay là cách không nhiếp vật đều chỉ có thể thông qua thần hồn dọc theo người ra ngoài thần niệm. Thần niệm không có gì tính công kích cũng không lực phòng ngự chỉ có không chiến mại vật cái này một cái hiệu quả. Nhưng bây giờ có thức hải liên có thể đem thần niệm rèn đúc làm thần thức như vậy thần thức liền có thể trở thành hộ vệ thần hồn bình chướng bên cạnh đó thần thức đi qua thần thức bí pháp truy đoán còn có thể nắm giữ công thủ hiệu quả bởi như vậy thần hồn liền càng thêm an ổn sở huyền đem thần thức kéo dài ra thể một hồi thao túng cái này một hồi thao túng cái kia rất có một loại tiểu hài đạt được món đồ chơi mới mới mày cảm giác thần thức bí pháp là kim đan tu sĩ mới có thể lấy được đồ vật phòng trương càng là đắt đỏ trước mắt tạm thời còn không có thu hoạch thần thức bí pháp con đường sở huyền thử một chút thần thức cách dùng liền đem nó thu về thể nội về phần cái kia thần thức bí pháp sau đó tự nhiên có những cái kia không cầu lợi kính dâng hạng người sẽ chủ động đưa tới cửa bây giờ còn nhiều bên người công pháp muốn tu luyện tạm không cưỡng cầu thần thức bí pháp bách luyện tông phần thiên tông Mua quốc tông môn ở giữa bây giờ e rằng đều muốn đem chó đầu óc đều đánh tới a tạm thời nhìn một chút bọn hắn bây giờ tiến hành đến một bước kia ta bây giờ cũng cần có người giúp ta thu thập lôi mãng yêu đan. sở huyền suy tư, tiến vào huyết kính, Vụ châu trùng bộ. sở huyền khống chế thanh ảnh toa hướng phía bắc bay một trận, liền gặp hai tên luyện khí ma tu chính giữa lén lén lút lút tàn sát một phàm nhân thôn, hiển nhiên là dự định tu luyện huyết công. liền hai người sở huyền cách không một nắm, tâm sắc ma chảo điện xạ mà đi, trong khoảnh khắc liền đem hai người bắt đi. may mắn còn sống sót phàm nhân vốn là đều vô cùng tuyệt vọng, cảm thấy chính mình chết chắc đột nhiên phát hiện đi ngang qua một cái mạnh hơn tiên nhân đem hai cái này ma đạo cho bắt đi bọn hắn lập tức đối sở huyền mang ơn đa tạ tiên sư cảm tạ cứu khổ cứu nạn tiên sư đại nhân lúc này trong miệng bọn hắn cứu dân thủy hỏa tiên sư đã đem hai tên ma tu đầu bóp nát tiện tay ném vào dưỡng thi tháp kế cục hôm nay có chút vượt qua dự liệu của ta đánh tới đánh lui rõ ràng đánh cái tạo thế chân vạc theo hai cái này ma tu trong đầu tìm ra tới ký ức để giờ huyền cảm thấy kinh ngạc thần thiên tông đánh vỡ kim long tự sơn môn phía sau liền đột nhiên dừng lại phảng phất là nội bộ xảy ra chuyện gì khiến cho bọn hắn không thể không dừng lại thần cương tông bắt lấy cơ hội này liên hợp diệu âm cung ngự linh sơn lại thêm bách luyện tông viện quân đánh cái phần thiên tông một cái trở tay không kịp liền sát hai tên phần thiên tông kim đan ngược lại đem nó cho đánh lùi trở về thần thiên tông hình như tiếp nhận hiện thực thay đổi lúc trước quy mô bác thượng tư thế bắt đầu làm gì chắc đó dùng tân thống trị đoạt tới vụ châu cùng hơn phân nửa cẩm châu thần cương tông tại bách luyện tông ủng hộ liền nốt rượu âm cung ngự linh sơn trở thành độc bá ngô quốc duy nhất tông môn thần cương tông tuy là cùng bách luyện tông có ngắn ngủi minh ước nhưng phía dưới tu sĩ bởi vì địa bàn tài nguyên đã có không nhỏ ma sát mấy tháng xuống tới minh hữu quan hệ sớm đã không bằng lúc trước củng cố như vậy liền triệt để tạo thành bách luyện tông thần cương tông thần thiên tông tam tông thế chân vạc tư thế nếu như không có một cái cường nhân tay rằng khó mà đánh vỡ loại này thế chân vạc xu thế bất quá loại này hỗn loạn thế cục là thụ nhất ma tu ưa thích tam tông thế lực phân giới có thể nói việc không ai quản lý khu vực các ma tu tại cái này hung hăng ngang ngược thường xuyên có cả một cái phàm nhân thành trấn vạc phải tàn sát cái này phục cận có cái môn phái nhỏ tên là hắc long sơn bây giờ đã bị ba tên trúc cơ tu sĩ tu hú chiếm tổ chim khách phần thiên tông không rảnh bận tâm nơi đây thì trung mở một con mắt nhắm một con mắt sở huyền lộ ra nụ cười chuyện tốt a à, chuyện tốt đang lo không có người giúp hắn tìm kiếm lôi mãng yêu đan chắc hẳn những cái này bọn hậu bối có lẽ có triển vọng hắn hiệu lực giác ngộ a hắc long sơn phòng nghỉ sự ba tên trúc cơ tu sĩ ré vào một chỗ người con lão già hắc hắc cười quái dị ta nhìn chúng ta tiếp xuống có lẽ làm một món lớn trực tiếp huyết tế một tòa phàm nhân thành trì như thế nào dâu quai nón hắn tử đột nhiên vỗ một cái mặt bàn ốt ta thấy được phụ cận bạch thủy thành phòng thủ trống rỗng vừa vặn thích hợp hạ thủ mặt trắng thanh niên bình tĩnh nói không Cần Thiên Tông bây giờ chính giữa cùng cố cảnh nội thống trị, chúng ta tốt nhất đừng gây nên chú ý của bọn hắn. Ta nhìn, chúng ta nên giết vào ngũ quốc cảnh nội, Thần Cương Tông bận diệt trừ Diệu Âm Cung. Ngự Linh Sơn thế lực còn sót lại, một lượng tòa phàm nhân thành chỉ được mất, căn bản sẽ không gây nên chú ý của bọn hắn. Người cầm lão giả vào dâu quai nón đồng thời giơ ngó tay cái lên, "Ốt." Liền nghe người. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên bất ngờ vang lên, "Không ổn, không ổn, ta xem các ngươi vẫn là làm việc cho ta, thỏa đáng nhất." đạo thanh âm này quá mức bất ngờ đến mức ba người đều bị giật nảy mình bọn hắn nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương lại phát hiện không có một ai lời mới rồi tự nhiên là quỷ hồn nói ra dâu quay nón cả giận nói ai ai tại nơi này cố làm ra vẻ huyền bí tông sâm ma chảo bỗng nhiên hiển hiện dịch một tiếng đầu của hắn liền bị bóp nát không đầu thi thể trong khoảnh khắc ngã vào trên đất tung té bên cạnh người còn lão giả một mặt dễ giận không phải cái gì tốt phẩm chất ngươi không thích hợp làm việc cho ta thanh âm bình tĩnh theo sát lấy truyền đến về con lão giả trợn tròn trong mắt mặt trắng thanh niên đáy mắt cũng hiện lên kinh hãi lúc này bọn hắn mới rốt cục thấy là ai tại tói lời nói đó là một tên diện mạo nhao nhã trung niên nhân chật nhìn lên hình như cũng không chỗ đặc thù nhưng chính là hắn trong khoảnh khắc bóp chết một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nơi con lão già hít sâu một hơi trầm giọng nói các hạ là ai vì sao tới ta hắc long sơn vô duyên vô cớ liền giết ta hắc long sơn phó trưởng môn hắn dù xuống tay cầm hơi động cổ trùng liền xuôi theo mặt đất lạng yên không một tiếng động hướng trung niên nho nhã người đánh tới khẽ nhưng còn không chờ cái kia cổ trùng tới gần trung niên nho nhã trên thân thể liền hiện lên màu đỏ thầm huyết tuyến tơ máu tựa như thiểm điện chật lóe lên cái kia dán đánh tới cổ trùng trong khoảnh khắc liền bị nghiền nát thành một chỗ bạo liệt trùng thi lây cầm lão già lập tức gặp phải phản phệ máu tươi phun mạnh nhìn về phía trung niên nho nhã người ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nơi đây định dùng thủ đoạn gì trung niên nho nhã người nhìn về phía mặt trắng thanh niên Mặt trắng thanh nên không có chút gì do dự, trực tiếp quỳ một chân trên đất, tống tấn kiệt. Nguyện làm tiền bối thúc dục, người còng lão giả thấy thế, cũng ma lưu bỏ qua tới, tiền đường. Nguyện làm tiền bối thúc dục, trung niên nhao nhã người cười lấy gật đầu, đem hai cái trứng trùng bán tới, chính mình ăn đi. Hai người chỉ là do dự một chút, liền trực tiếp mút vào. Ba người bọn họ thực lực tương tự, dơ quai nón đều bị trung niên nhân này tiện tay một kích bóp chết, đối phương cảnh giới tất nhiên cao hơn bọn họ rất có thể là trúc cơ tầng 9. Hai người bọn họ như thế nào đối thủ của người này? Trước mắt cũng chỉ có nghe cho mệnh lệnh cái này một cái tiền hạng. Trung niên nho nhã người dĩ nhiên chính là Sở Huyền. Hắn tu luyện chính là huyết sát luyện ma kinh, kim đan tu sĩ chỉ cần đem linh lực truyền vào thân thể của hắn, một chút liền có thể biết hắn từng là cực âm động tu sĩ. Hắn thân phận đặc thù, tự nhiên không có khả năng gia nhập bất kỳ bên nào thế lực. Cái này Hắc Long Sơn vừa vặn ở vào việc không ai quản lý khu vực, cực kỳ thích hợp nắm giữ trong tay để bản thân sử dụng. Tiền Đường cung kính nói, xin hỏi chúng ta xưng hô như thế nào tiền bối? Không chờ Tiền Đường nói chuyện, Tông Tân Kiệt liền trực tiếp cắt ngang. Cái gì tiền bối? Có lẽ gọi chủ nhân mới đúng chủ nhân. Ngài cần ta hai người làm ngài làm cái gì? Cứ việc phân phó. Sở Huyền giống như cười mà không phải cười. Cái Tông Tuấn Kiệt này là người thông minh, gặp chuyện bình tĩnh. Trước hết để cho người khác động thủ thăm dò hư thực. Bây giờ biết hắn thực lực hùng hậu, không chút do so dự trực tiếp gọi hắn là chủ nhân. Sở Huyền nhạt nhạt mở miệng, thứ nhất ta muốn các ngươi thu thập tình báo không bàn lớn nhỏ vô luận việc to việc nhỏ từng cái báo tới thứ hai ta muốn các ngươi thu thập các loại trúc cơ kỳ rắn mãng yêu thú yêu đan hắc long xương, sau đó làm việc nhất định cần điệu thấp không được gây nên đại tông chú ý chuyện hôm nay chỉ có hai người các ngươi biết được tống tuấn kiệt cùng tiền đường liếc nhau cung kính gật đầu đúng hai người trong một nháy mắt sở huyền liền không còn bóng dáng cái kia mỗi thời mỗi khác bao phủ tại hai người trong lòng tựa như thái sơn trọng áp vậy mới biến mất không thấy gì nữa hai người nhìn xen dâu quai nón hắn tử lưu lại vết máu lòng còn sợ hãi vừa mới bọn hắn còn thảo luận cái kia đồ sát cái nào tòa thành trì thời gian trong nháy mắt người bên cạnh ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử nếu bọn họ hai người không vào cái kia cường nhân pháp nhãn chỉ sợ cũng phải cùng dâu quai nón hắn tử hạ tràng đồng dạng a tiên đường cười khổ tống lão đệ bây giờ phải làm như thế nào hắn chỉ muốn thừa dịp hiện tại tạo thế chân vạc tại cái này hỗn loạn trong thế cục kiếm một chén canh nào nghĩ tới còn không tiêu dao khoái hoạt bao lâu trên đầu liền có hơn như vậy có sức ảnh hưởng lớn đến thế tông tuấn kiệt ánh mắt lấp lóe ta cũng không biết chỉ có thể đi một bước nhìn một bước tạm thời nghe theo vị kia phân phó a à. hắn không dám nhiều lời sợ vị kia không rời đi còn đang nghe lời của bọn hắn hắc long sơn sườn núi một chỗ in trong sơn động sở huy thu về thần thức cười khẽ lên tông tuấn kiệt đoán không lầm hắn chính xác không đi hắc long sơn cũng không lớn lấy hắn bây giờ thần hồn cường độ chỉ cần đem thần thức hơi dài luyện, liền có thể đem chọn cái Hắc Long Sơn bao quát vào trong. Đáng giận, thịt đều bổ sung không được ư? Sở Huyên nhìn xem cái này thể tích kém xa ngày trước khối thịt, không khỏi đến than nhẹ. Từ Hắc Long Sơn trở về phía sau, hắn tại Hải Lam lại tu luyện 2 năm, lần này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ chú trọng luyện thể. Luyện thể cảnh giới bởi vậy một đường tiêu thăng, thẳng tới luyện thể tầng 20, nhưng mà, đến cảnh giới này phía sau, lại nhĩ hướng lên, đạt tới luyện thể 21 nặng mỗi ngày cần thiết thì tổng lượng lại lên một bậc thang biến đến càng đáng sợ liên trồng vào nguyên năng khối lập phương khối thì tái sinh tốc độ đều đã theo không kịp sở huyền tiêu hao tốc độ sở huyền không thể không gián đoạn tu luyện mấy ngày chờ lấy khối thịt lần nữa lớn lên mới có thể tiếp tục tu luyện cái này không thể được quá trọng hắc phong bên kia thì chung không có gì tin tức hẳn là còn không tìm được càng nhiều nguyên năng khối lập phương a sở huyền lắc đầu hắn sáng sớm liền phân phó vương cương kiến bọn hắn tìm kiếm càng nhiều tương tự nguyên năng khối lập phương đồ vật hắc phong người cần cù chăm chỉ tìm kiếm nhưng thủy chung không được tựa hồ tại cái này trên đất của viêm hán thiên triều cũng chỉ có khoa học thành theo giếng, mỏ chỗ sâu trong lúc vô tình có được cái này một khối nguyên năng khối lập phương mà thôi hải lam tinh quốc ra khác nói không chắc cũng có nguyên năng khối lập phương nhưng ta không thể như con ruồi không đầu đồng dạo tìm kiếm dạng kia quá làm trễ nãi thời gian tình báo sự tình vẫn là đến giao cho hắc phong sở huyền như có điều suy nghĩ bây giờ hắc phong vương cương kiến vương dũng đường kim xuyên Tống Đại Nghĩa bốn người đã thành tuyệt đối hạch tâm, tại trợ giúp của hắn phía dưới. Bốn người có thể không chút kiên kỵ thôn phệ linh năng hạch tâm, đẳng cấp đều đã một đường cuồng phong tiến mạnh, bước vào cấp 8 siêu phàm giả. Thân là Hắc Phong thủ lĩnh Vương Cương Kiến, đẳng cấp càng là bước vào cấp 9 siêu phàm giả hàng ngũ. Bất quá bây giờ Hải Lam Tinh, trong không khí linh năng hàm lượng vẫn còn tiếp tục tăng lên. So với Sở Huyền vừa mới đi tới Hải Lam Tinh lúc ấy, linh năng hàm lượng chỉ ít chợt tăng 50 lần, hiện tại có thể nói khắp nơi đều có siêu phàm giả, nơi nào đều có siêu phàm sinh vật, cấp 1 cấp 2 siêu phàm giả đều đã không ra hồn. Cấp 4 siêu phàm giả mới có tư cách che chở một phương. Cấp 7 siêu phàm giả mới có xây dựng đại thế lực năng lực. Vương Cương Kiến mấy người cũng chỉ là trên diện rộng dẫn trước tại cái khác siêu phàm giả mà thôi, nhưng cho dù cấp 9 siêu phàm giả, tại trong mắt Sở Huyền cũng nguyên cùng luyện thể tầng 3 luyện thể sĩ không sai điệt lắm. Sở Huyền có ngụy kim đan thực lực, mượn phi hành pháp khí mới có thể không chút kiên kỵ bay lượn tại bầu trời, muốn cho hắc phong người vượt qua trùng dương đi tìm cái khác nguyên năng khối lập phương tung tích tay rằng có một chút độ khó phải biết trong hải dương đại quái vật có thể so sánh trên lục địa càng to lớn mà khủng bố lấy sở huyền hiện tại nục thân cường độ cho dù hắn đều không nhất định có thể cho lên mấy vạn tấn đại dương trọng áp đi sâu hải lam tinh sâu nhất rãnh biển bên trong sở huyền xem chừng hắn nhất định cần đem luyện thể cảnh giới tiến thêm một bước đột pha tới 21 nặng mới có đi sâu hải dương tư cách hắn đều như vậy tự nhiên cũng không có khả năng trông chờ hắc phong những người kia tiến vào hải dương mạo hiểm mọi người trong nhà ai hiểu a à, thủ hạ thực lực quá yếu điểm cũng để cho người cực kỳ đau đầu có lẽ ý nghĩ của ta xuất hiện vấn đề ngươi khó mà viễn độ trùng dương như thế đây sở huyền nghĩ tới đây tinh thần tỉnh táo hắn một cái lắc mình liền đi tới nông trường thi hoàng về sau thời gian chính giữa ra sức cùng chi mẫu nội quyền tuy nói theo một cái nào đó góc độ tới nói bọn chúng là mẹ con quan hệ nhưng ở giữa như không có mẹ con vừa nói như thế dám cùng ta cướp giọt máu vậy thì không phải là nữ nhi là cửu địch sở huyền đến khiến thi hoàng phía sau sợ hãi vạn phần nó rút phất từ nội tâm sợ hãi tên nhân loại này tuy nói chính mình mỗi ngày đều có thể ăn giọt máu linh năng đẳng cấp đều bị đút tới cấp 7, nhưng vẫn như cũ sợ hãi vạn phần ta muốn ngươi sản xuất một loại mới ồ muốn có thể trong nước bơi còn muốn cách lấy thật xa cũng có thể truyền về tin tức sở huyền từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nó nói ra yêu cầu của mình thi hoàng phía sau trợn tròn trong mắt loại yêu cầu này ta không làm được a à? sở huyền thấy nó phản ứng liền nhíu mày không làm được sao cái kia muốn ngươi thật giống như cũng không có tác dụng gì hồng hồng hống hồng hồng hống thi hoàng phía sau vội vàng gào lên dường như tại hung hăng hô to làm được làm được ta nhất định làm được chỗ không xa thi mẫu cũng giống lớn lên phảng phất tại phản ứng sở huyền yêu cầu các ngươi ai có thể trước hết nhất chế tạo ra loại này cái này ba khỏa đại huyết châu liền về ai sở huyền lấy ra ba khỏa châu tròn ngọc sáng đại huyết châu bình tĩnh nói nhìn thấy đại huyết châu giờ khác này thi hoàng song cùng chi mẫu đều điên dại nguyên lai tiểu huyết châu bên trên còn có đại huyết châu lang nhất định phải làm sở huyền nhìn xem ý chí chiến đấu kéo căng hai đầu lộ ra vừa ý nụ cười liền đúng rồi Đại huyết châu nồng độ năng lượng viễn dư tiểu huyết châu. Thứ này tự như là mùa hạ điều hòa không khí nhà, mùa đông máy sưởi không thể theo bọn chúng không xúc động sở huyên khích lệ rất có tác dụng chỉ dùng hai ngày thi hoàng phía sau liền đưa ra câu trả lời hoàn mỹ sở huyên nhìn trước mắt cái này kỳ dị sinh mạo thể lộ ra vẻ kinh ngạc chợt nhìn lên cái đồ chơi này cùng không hề quan hệ bởi vì nó rõ ràng là một đầu huyết nhục truyền nhỏ trong truyền còn có thể nhìn thấy dị hóa xương cuộc sống xương sườn cùng trải rộng toàn thân màu xanh đen huyết quản hai tay hai chân thì dị hóa thành mái trèo chỉ là đầu thiền bất ngờ sinh ra một cái đầu miệng con mở lớn lấy, tựa hồ tại nhắc nhở lấy Sở Huyền, cái đồ chơi này chính xác là lấy làm cơ sở cải tạo mà tới. Thi hoàng phía sau cao hứng bừng bừng mà hóng lên lấy, Làm Sở Huyền giới thiệu cái này sản phẩm mới công hiệu." Đương nhiên, tại Sở Huyền nghe tới, cũng chỉ là liên tiếp tình cảm ra sao hống hóng hông hóng mà thôi. "Hồ tử, ngươi tới nghe, nghe xong nói với ta." Sở Huyền vuốt vuốt Thái Dương Huyệt, tiện tay đem tiểu hồ kêu lên. "Vâng, chủ nhân." Tiểu hổ trùng điệp gật đầu. "Đi qua tốt mấy năm cố gắng." tiểu hồ đã có thể thành công nói ra đại đa số thông dụng từ ngữ chỉ bất quá còn có thức khó khăn không tính quá ăn khớp nhưng tại sở huyền nhìn tới đã hoàn toàn có thể thỏa mãn hàng ngày giao lưu sau một lát tiểu hổ lên cung kính mở miệng chủ nhân nó nói thứ này võ thi thiền bọn chúng tại nước hàng tiến lên thời gian có thể chính mình bắt cá ăn cũng có thể giả trang thối giữa thịt hấp dẫn phi điểu bắt chim ăn cũng có thể chuẩn bị khối thịt sớm đặt ở trên thuyền khi đói bụng ăn bởi vì là chi hoàng phía sau sinh ra nguyên cớ bọn chúng cùng thi hoàng phía sau có sở huyền chỉ ra chỗ sai nói cảm ứng tiểu hổ nhẫn nhịn nửa ngày nghĩ không ra từ nhi nghe được sở huyền lời nói lập tức nhẹ nhàng thở ra đúng 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 cảm ứng sở huyền vừa ý vật đầu thật rất không tệ thi hoàng phía sau đắc ý vầm rú vài tiếng lúc này bên cạnh chi mẫu cũng cơ lên sở huyền đi qua xem xét vui vẻ thi mẫu cũng sản xuất lại sản phẩm mới nhưng đi một con đường khác tử ký sinh tử loại này chỉ lớn chừng quả đống bất quá tuy là hình thể nhỏ lại ngũ tạng đều đủ bọn chúng không cần chính mình săn mồi loài cá chỉ cần ký sinh tại to lớn trinh vật biển thể nội liền có thể đi theo bọn chúng tại khắp nơi đi từ đó đem ký sinh tử tung ra đến các nơi hải dương loại này con đường hiển nhiên điểm nhấn chính chính là một cái ngẫu nhiên đi tới chỗ nào tính toán nơi nào sở huyền cũng khẽ gật đầu thi hoàng phía sau cùng thi mẫu đều đem nhiệm vụ hoàn thành đến rất không tệ đánh vỡ có từ lâu chủng loại thành lũi đột pha tư tưởng kết giới, chiếm cứ điểm cao tiến hành sản phẩm thay đổi, ngân thực hiện sinh thái vị hàng di đà kích. Nói tiếng người chính là, làm tốt lắm. Sở Huyền cong ngón tay bật ra, đen đại huyết châu phân biệt giao cho Chi Hoàng song cùng Chi Mẫu. Bọn chúng mướt vào đại huyết châu, lập tức lộ ra cực độ say mê biểu tình, tựa như là vừa mới sinh ra ấu thú, ăn vào mẫu thú sản xuất như nước đồng dạng. Rất nhanh, nhóm thứ nhất thi thiền cùng ký sinh tử đều được bỏ vào đại hải. Bọn chúng sẽ trở thành đội tiền chậm. Lam Sơ Huyền được đến Hải Lam Tinh Quốc gia khác các loại tình báo. Cùng lúc đó, Ngũ Yến Càng Tam Quốc tu tiên giới lại có một chút nho nhỏ biến động. Tông Tân Kiệt cùng tiền đường truyền đến tin tức, xưa ngay tại năm ngày phía trước, Bách Luyện Tông cùng Phần Thiên Tông đạt thành không xông phạm lẫn nhau minh ước. Biết được việc này, nội tâm Sở Huyền không có chút nào gợn sóng. Đoạn thời gian trước Thần Cương Tông mượn Bách Luyện Tông xu thế, diệt diệu âm cung cùng Ngự Linh Sơn. Bức hơi Phần Thiên Tông, nhất thống ngu quốc tu tiên giới thần cương tông vốn có thể tại bách luyện tông cùng phần thiên tông ở giữa mọi việc đều thuận lợi mượn lực đả lực cuối cùng trưởng thành là có thể cùng hai tông này chân chính nhất quyết thư hùng tồn tại kết quả nhưng bởi vì địa bàn phân phối dẫn đến cùng bách luyện tông trở mặt bách luyện tông cùng phần thiên tông cái này không xâm phạm lẫn nhau minh ước là vì cái gì đương nhiên là làm thần cương tông sở huyền sen trường thần cương tông chẳng mấy chốc sẽ không còn đây là chuyện tốt thế cục hỗn loạn cho tới bây giờ đều là ma tu thích nhất quả nhiên thương huyền thời gian chỉ mới qua một tháng tông tấn kiệt cùng tiền đường liên tục truyền đến tình báo cơ hồ làm sở huyền toàn trình trực tiếp thần cương tông bại vong đầu tiên là trong vòng một đêm bách luyện tông cùng phần thiên tông như là đã nói đồng dạng đồng thời tiến binh mấy ngày bên trong trực đảo hoàng long giết tới thần cương tông sơn môn tiếp đó trong thần cương tông hai tên nguyên bản thuộc về rượu âm cung cùng ngự linh sơn kim đan tu sĩ tại thời khắc mấu chốt phản bội trọng thương trấn thủ sơn môn đại trận kim đan trưởng lão sơn môn đại trận tự sụp đổ thần cương tông tông chủ mạc hoàng sơn chờ kim đan tu sĩ ngay tại chỗ chiến tử thần cương tông nguyên anh lão tổ vừa đánh vừa lui lánh nạn hơn 10 ngày cũng bị bắt luyện lão tổ thần thiên lão tổ đuổi kịp chu sát liên nguyên anh đều bị đào lên bách luyện tông cùng phần thiên tông phân chia thần cương tông đại lượng chân bảo phía sau đặc biệt ăn ý đồng thời lui binh đen thần cương tông ban đầu chiếm cứ hạch tâm địa khu xem như nhị tông ở giữa hòa hoãn khu vực từ nay về sau tạo thế chân và cục diện kết thúc Tam quốc tu tiên giới triệt để tiến vào nam bắc nhị tông địa vị ngang nhau trạng thái, thời gian trôi mong trôi qua, hải lam tinh bên trong thời gian lại qua hai năm, nam hoang tu tiên giới càng như thế rộng rãi, tiến quốc, việt quốc, Ngô quốc, tổng cộng phương viên trăm vạn dạng khu vực chỉ chiếm căn cứ nam hoang ước chừng một phần ba địa bàn, cái này tam quốc lại hướng bắc thì là chiếm cứ nam hoang còn lại hai phần ba vạn đảo hồ, nói như vậy, cái kia vạn đảo hồ nói là ao hồ, trên thực tế cùng cái nội địa biển không có gì khác biệt a. À? Sở Huyền nằm tại mềm mại lông nhung thiên nga trên ghế nàng, lật xem tống Tuấn kiệt cùng tiền đều làm hắn thu thập tới điển tịch, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dù là kim đan tu sĩ, đã đủ để ngự khí phi hành, nhưng muốn vượt ngang Nam Hoang, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Chẳng trách những cái này đại tông đều tại Nam Hoang cái này mảnh đất nhỏ nội quyền đây, thật sự là không bay ra được à? May mắn ta không cần cùng bọn hắn cuốn. Sở Huyền cười khẽ lên, có một cái Hải Lam tinh xem như hậu hoa viên chính mình chỉ cần theo nam hoang thu hoạch công pháp các loại niền tịch liên đầy đủ về phần tuyệt đại đa số cần thiết tài nguyên đều có thể theo hải lam tinh thu hoạch nơi này thật đúng là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn còn có thể rời xa chiến loạn có thể quá tuyệt vời căn cứ tống tấn kiệt tiên đường truyền đến tình báo nam hoang tu tiên giới hỗn loạn còn tại kéo dài bát luyện tông cùng phần thiên tông đều không có triệt để phá hủy đối phương nắm chắc cố ý để chống chính giữa khu vực bây giờ đã có hai ba mươi cái môn phái nhào cắm dễ trong đó không thiếu ma đạo tu sĩ xây dựng môn phái đương nhiên xưa nay sẽ không có người tự xưng ma tù từ trước đến giờ đều là tự xưng là tu sĩ chính đạo chỉ vào địch nhân lỗ mũi mắng chửi tà ma ngoại đạo chính là bởi vì bách luyện tông cùng phần thiên tông đều không thể hữu hiệu quản lý mảnh khu vực này mới làm cho môn phái nhỏ nhóm dã man sinh trưởng đoạn thời gian trước tông tuấn kiệt cùng tiền đường hướng sở huyền xin chỉ thị phía sau cũng đem sơn môn di chuyển đến khu vực này bọn hắn lúc trước ở vào phần thiên tông cùng thần cương tông phân giới nhưng thần cương tông không còn phía sau ở tại địa phương tự nhiên sẽ bị đưa vào phần thiên tông quản hạt làm không bị phần thiên tông quét dọn nhất định cần di chuyển sơn môn Phía kia hai mặc kệ khu vực chính hợp tâm ý của bọn hắn sở huyền vuốt vuốt ra của mình có chút phiền muộn thời gian 2 năm chính mình mới miễn cưỡng đem luyện thể cảnh giới tăng lên tới luyện thể tầng 23. thì thực tế bổ sung không được tốc độ tu luyện của mình bởi vậy cũng đại thụ ảnh hưởng cũng không biết khi nào mới có thể tìm được cái khác nguyên năng khối lập phương lúc này tiểu báo bay vượt qua sông tới bên cạnh hắn khoa tay múa chân hình như muốn nói gì một mực đứng hầu tại bên cạnh sờ huyền tiểu hổ thay thế nhíu chặt mày lên đi lên liền là một cái tát mạnh đen trong miệng ngươi thịt nuốt xuống lại nói tiếp tiểu báo sửng sốt một chút ăn liên tục mấy cái nuốt xuống cười hắc hắc tiếp đó liền hống 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 kêu lên tiểu hổ nghe xong cao hừng nói chủ nhân thi hoàng phía sau bên kia có tin tức nói là tại đông hải nỗ nhiên gặp được một chiếc xuất vân quốc thiền đánh cá người thấy nguyên thủy linh năng ba động sở huyền hứng thú Ôt cuối cùng có nguyên thủy linh năng tung tích chờ tại hải lam tinh trong hai năm qua sở huyền đã biết được viên tinh cầu này đại thể tình huống linh năng bạo phát phía sau toàn cầu các nơi quan phủ đều cơ hồ tê liệt viêm hán thiên triều chảm nhất không biết là lực lượng gì giới tác dụng sớm tại linh năng bạo phát cùng một ngày thủ đô thứ hai kinh thành liền bị nổ ra một cái đường kính vượt qua người cơ hồ lớn lúc ấy hoàng đế cùng một đám phi tần hoàng tử công chúa đại thần ngay tại kinh thành nghỉ mát nghe nói hoàng thất trực hệ một cái đều không sống sót thiên triều quản lý cấm quân địa phương quân đội tất nhiên là sụp đổ đều vì mình chủ có nhiều chỗ quân đội giết vào phương nam hoặc phía tây nam một chút tiểu quốc thành nơi đó một phương bá chủ đại lục khác cũng có một chút thế lực cường đại bảo tồn lại tình như tôn trọng thợ thủ công tinh thần xuất vân quốc không sợ giá lạnh võ lực trói lọi bắc cực quân thương mậu nghiệp phát triển tự do liên minh lấy tông giáo lập quốc thành quang giáo quốc địa khu đại quốc dưới ngày vương triều các loại những cái này thế lực cường đại đã xây dựng độc thuộc tại bản thân siêu phàm giả hệ thống đồng thời nhiệt tâm hướng về cái khác địa khu thăm dò thế lực khác siêu phàm giả hệ thống sở huyền còn không rõ ràng nhưng theo thi thiền cùng ký sinh từ lúc trước truyền đến tình báo tới nhìn xuất vân quốc siêu phàm giả cũng giống viêm hán thiên triều siêu phàm giả đồng dạng tức tỉnh dị năng đồng thời kết hợp cổ lão âm dương thuật cùng thể thuật tạo thành thành một phái riêng siêu phàm giả hệ thống cũng tức âm dương sư cùng võ sĩ hai loại cái trước sở trường viễn trình triệu hoán cái sau thì sở trường cận thân vật lộn sớt vân quốc khoảng cách viêm hán thiên triều tương đối gần nhưng cũng cách lấy một vùng biển bây giờ đám người căn bản không dám tiến về thâm hải chỉ có thể dọc theo thềm lục địa đi như vậy đi thời gian liền sẽ kéo dài rất nhiều chính là bởi vậy hắc phong mới khó mà thu được sớt vân quốc tình báo đi đi qua nhìn một chút sở huyền vung tay lên mang lên tiểu hồ tiểu báo rất mau tới đến nông trường hồng 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 hống hồng hồng hống thi hoàng phía sau kích động ngầm rú lên sở huyền nghe tới thẳng nhíu mày ngươi nói nhỏ chút lớn tiếng như vậy làm gì hồ tử ngươi tới nghe thi hoàng phía sau ủy khuất hạ thấp giọng tiểu hồ nghe xong một lần mới làm sở huyền từng cái nói tới thi truyền bị xuất vân quốc trên thiền đánh cá võ sĩ bắt được trước khi chết người thấy nhẹ nhà nguyên thủy linh năng ba động sở huyền mở ra bản đồ đen đông hải vòng đi ra xuất vân quốc thiền đánh cá khảo định chỉ dám dọc theo thềm lục địa đi như thế chính mình chỉ cần xuôi theo thềm lục địa tiến lên tất nhiên có thể tìm tới đối phương ánh mắt của hắn ngưng lại, lập tức xuất phát. Thời gian một cái nháy mắt, Sở Huyền liền khống chế thanh ảnh toa mà lên, biến mất tại minh mông trần trời. Hắc phong trong chú điện, Vương Cương Kiến đám người nhìn cái kia chợt lóe lên thanh quang, lộ ra vô hạn hướng về. Bọn hắn biết, đó là tiên nhân ngự không mà đi dấu vết lưu lại, thật hy vọng có một ngày cũng có thể như tiên nhân cái kia, tự do tự tại bay lượn tại trong bầu trời, trên đông hải. Sóng xanh minh mang, một chiếc hình thể to lớn thiền đánh cá cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thể lục địa đi, xuất vân quốc cha là cái đảo quốc bốn mặt toàn biển bởi thế thường xuyên bị biến dị sinh vật biển tập kích bên cạnh đó xuất vân quốc diện tích nhỏ hơn siêu phàm sinh vật cao cấp tự nhiên cũng số lượng ít bánh ngọt liền lớn như thế muốn ăn người cũng rất nhiều đủ loại nhân tố khiến cho bọn hắn tăng nhanh mở rộng cái khác địa khu tốc độ trong đó tự nhiên đã bao hàm bên cạnh viêm hán thiên triều chỉ cần có thể bước lên lục địa rời ra nguy hiểm hải dương để bọn hắn trả cái giá lớn đến đâu bọn hắn đều nguyện ý trước này trên thuyền đánh cá siêu phàm giả chính là tại xuất vân quốc mộ phủ ủng hộ hướng về viêm hán thiên triều chạy tới tiền đánh cá bên trên ngư long hỗn tạp có một chút là mộ phủ bối cảnh cường đại siêu phàm giả duy trì trên truyền bình thường trật tự đẳng cấp đều tại cấp 4 trở lên tối cường càng là đạt tới cấp 5. đại bộ phận thì là tại xuất vân quốc ở vào tầng dưới chót cấp một cấp hai siêu phàm giả nếu như bọn hắn tiếp tục chờ tại xuất vân quốc cả một đời đều rất khó chiếm được đầy đủ linh năng hạch tâm thăng cấp chính mình linh năng đẳng cấp bọn hắn cơ hội duy nhất Liên là thuận thuận lợi lợi đến viêm hắn thiên triều bước lên phiến kia cổ lão lại xa lạ đất đai tìm kiếm chút vận may tiền đánh cá trong khoang truyền, có một cái vóc người mảnh mai thậm chí hơi khô sệt thiếu niên thiếu niên nhìn về sau lưng nơi đó là sớm đã không nhìn thấy xuất vân quốc nhiều đảo đáy mắt của hắn hiện lên vẻ đủ cợt một phủ võ sĩ cùng âm dương sư khẳng định còn đang tìm kiếm tung tích của ta ai cũng nghĩ không ra ta sớm đã vụng vụ trộm lên trước này thuyền đánh cá xuất vân quốc không có ta đất dung thân như thế ta ngay tại viêm hán thiên triều trưởng thành chờ ta trở về một ngày kia ta muốn đem mộ phủ đầy tới thâm uyên ta muốn đem phản bội hoàng tộc đại tướng quân chính tay giết chết thiếu niên trong con mát phản triều lấy phục thù nộ hỏa cái kia đang chết mộ phủ đại tướng quân rõ ràng là bọn hắn xuất vân hoàng tộc nể trọng nhất đại thần rõ ràng vụng trộm thành cấp chín siêu phàm giả còn thư dịp hoàng tộc tín nhiệm cướp đoạt quyền lực trong vòng một đêm sát nhập vào hoàng cung đêm hùng ấy thiếu niên vĩnh thế cũng sẽ không quên hắn phụ hoàng mẫu hậu các huynh đệ tỷ muội đều đổ vào đồ đao cùng liệt hỏa bên trong mỗi khi nhớ tới dạng kia hình ảnh trái tim của hắn viền tựa như bị bàn tay vô hình mạnh mẽ bóp một cái có loại lo lắng đau lúc này phía ngoài trên bong truyền bỗng nhiên truyền đến mọi người tiếng kinh hô đại tướng quân tại bên trên trên trời lại có thể có người tại bay thiên chiếu đại thần a cái kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại âm dương sư hắn hướng về chúng ta bay tới thiếu niên sững sờ cũng đem tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bong truyền hắn bất ngờ nhìn thấy một đạo áo đen thân ảnh chân đạp thanh quang liền như vậy trôi nổi ở trong bầu trời trôi nổi tại những cái kia đỉnh đầu siêu phàm giả thiếu niên mở to hai mắt tức tỉnh phi hành thiên phú siêu phàm giả ít đến thương cảm hơn nữa đại bộ phận đều chỉ có thể phi hành tầm thấp thời gian phi hành cũng không dài nơi này chính là hải dương người này là không từ đâu nhảy lên vì cái gì có thể bay lâu như vậy trên bong truyền một tên siêu phàm giả bỗng nhiên chỉ vào cái kia thanh quang thân sắc cảnh giác gờm nhẹ lên ngươi là nước nào siêu phàm giả cho ta xuống tới giữa không trung chân đạp thanh quang áo đen thân ảnh tự nhiên liền là sờ huyền nghe lời lấy hắn lúc này liền cười lên nhìn tới ta đã tìm đúng đây quả nhiên là xuất vân quốc thiền đánh cá vừa mới cái kia sư phàm giả nói cũng không phải là viêm hán nói mà là một loại chưa từng nghe qua ngôn ngữ hắn là viêm hán người đem hắn đánh xuống hắn là địch nhân mấy cái mộ phù sư phàm giả đều phát ra tiếng gầm theo mỗi cái phương hướng bao vây tới một người trong đó càng là thừa dịp sở huyền đưa lưng về phía hắn bất ngờ phát động công kích kỳ dị lá bổ giơ tay mà đi bắn về phía sở huyền giữa lưng nhưng mà sở huyền lại trong khoảnh khắc liền một tay nắm được tấm bùa kia hắn nhìn lướt qua nhiều hứng thú cười lên lá bùa này bên trên có một chút phức tạp đỏ tươi hoa văn chợt nhìn lên cùng phù lục có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng tỉ mỉ xem xét là thô lậu vô cùng cùng con nít xanh không sai biệt lắm chắc hẳn đây chính là xuất vân quốc âm dương sư sử dụng lá bùa Ngươi, ngươi, cái kia sư phạm giả hiển nhiên không nghĩ tới, Sở Huyền rõ ràng tiện tay liền bóp lại hắn mưu đồ đánh lén đã lâu, sắc mặt vô cùng kinh lạc, lại dám đánh lén chủ nhân, làm giết, tiếng gào thét vang lên, khuôn mua đen kỳ thân ảnh đột nhiên lướt qua, mọi người lần nữa nhìn tới, bất ngờ phát hiện tại chỗ chỉ còn lại có một cái không đầu thi thể, đầu hắn dĩ nhiên đã bị một đầu cự hắn trong một tay vặn xuống, giết sạch a, à. không cần thiết giữ lại lãng phí lương thực, Sở Huyền tùy ý khoát khoát tay. Đúng, tử hồ gầm nhẹ một tiếng cùng tiểu long tiểu báo cùng nhau cực nhanh ra ngoài những nơi đi qua đều là tàn chi toái thể trong chớp mắt liền nhấc lên đáng sợ gió tanh mưa máu sở huyền thì đi bộ nhàn nhã hướng về trong khoang truyền đi đến đồng thời đem thần trí của mình trải rộng ra phủ kín trước này thuyền đánh cá mỗi một cái xó xỉnh hắn có thể cảm nhận được cái kia nguyên thủy linh năng ba động ngay tại trong khoang truyền này chỉ bất quá không hề giống hắn lúc trước lấy được cái kia nguyên năng khối lập phương đồng dạng tàn ra phi thường cường liệt nguyên năng luôn cảm giác suy yếu rất nhiều thiếu niên nuốt ngụm nước bọt lập tức kích hoạt thiên phú tốc độ của hắn nháy mắt tăng cường đến cực hạn trong chớp mắt liền đi tới khoang thiền tầng dưới chót nhất giấu vào một đống lớn lộn xộn trong hàng hóa trong lòng lẩm nhẩm nhì không tới ta nhì không thấy ta sở huyền khẽ ồ lên một tiếng có chút ý tứ cái kia phát ra nguyên năng thiếu niên rõ ràng thời gian trong nháy mắt đã đến khoang truyền tầng dưới chót nhất đó là thiên phú cực cao tốc di chuyển năng lực sở huyền đạp nhẹ bong chuyển bên trên một hơi còn tại chỗ tiếp một tức liền xuất hiện tại hai ba mét bên ngoài trong khoang truyền cũng có rất nhiều xuất vân người trào ra ngoài còn có chút dấu ở chỗ tới một phủ võ sĩ cùng âm dương sư thừa cơ hướng sở huyền phát động đánh lén bọn hắn đánh lén muốn thương tổn đến sở huyền là thật có một chút như vậy tiểu khó khăn sở huyền những người đi qua những người này một cái tiếp theo một cái che lấy yết hầu trong miệng chảy máu không ngừng đổ xuống rất nhanh hắn liền đi tới khoang thiền tầng dưới chót nhất không cần giấu đi ra sở huyên nhìn cái kia một đống lớn thùng mỗ tùy ý nói trong thùng gỗ truyền đến thanh âm huyên náo thiếu niên một mặt sợ hãi bỏ lên đi ra nhìn về sở huyên thiếu niên rụt rè mở miệng nói ra đúng là một cái lưu loát viêm hắn nói mẫu thân ta là viêm hắn người xin ngài đừng có giết ta được không sở huyên giống như cười mà không phải cười ta có giết hay không ngươi lại không luận ngươi đưa lưng về phía ta đang loay hoay cái gì thiếu niên sững sờ trên mặt lập tức dâng lên vẻ dữ tợn hắn đột nhiên rút ra hai tay hai cái lá bùa cách không phóng tới lá bùa tại giữa không trung bốc cháy thành cho nháy mắt đúng là ngưng kết thành hai cái mặt xanh nanh vàng ác quỷ một trái một phải hướng sở huyền dạm nút mà tới sở huyền lông mày nhướng lên coi ý tứ lá mùa này rõ ràng còn có tương tự hổ hồn phù la hồn phù đồng dạng công hiệu bất quá trình độ này công kích sở huyền thậm chí không cần thiết thi triển pháp thuật còn không chờ hai cái này ác quỷ nhào lên sở huyền trên mình liền tự mình hiện lên một tầng phật quang sau đầu càng là có công đức kim luân sai trầm trọng tôn đến hắn tựa như lạt ma hàng thế thánh nhân trên không hai cái dư tợn ác quỷ một đầu đụng vào ngay tại chỗ ngay tại tiếng kêu diên đên trong bốc cháy thành một tia khói xanh thiếu niên trận mắt hốc mồm cái kia hai cái lá bùa là hắn chuyến này chuẩn bị tối cửa át chủ bài kết quả rõ ràng liền đối phương phòng ngự đều không phá nổi xuất vân cũng có phật tự vẫn là rất nhiều năm trước theo viêm hắn thiên triều truyền tới minh cơ hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra trên người đối phương đây tuyệt đối là phật quang vì cái gì một cái loáng một cái giết người hung nhân lại có nồng đậm như vậy phật quang phật tổ thế mà lại phù hộ ngươi như vậy thiếu niên không cách nào suy nghĩ hắn cũng không cần thiết suy tư bởi vì sở huyền đã thi triển sư hồn thuật không cần 5 phút đồng hồ sở huyền liền đem người này một đời nhìn cái đáy nhìn lên phù phù thiếu niên ngã vào trên đất ánh mắt trống rỗng như là xi ngốc sở huyền chớp chớp lông mày không nghĩ tới chính mình tiện tay bắt được lại là xuất vân hoàng tộc chạy nạn đi ra bắt hoàng tử một phủ đại tướng quân phản loạn giết xuất vân hoàng tộc phía sau hình như cũng chỉ có như vậy một cái bắt hoàng tử trốn tới chính mình trong bất trí bất giác diệt xuất vân hoàng tộc cuối cùng một chút huyết mạch lề ngược lại cũng không phải cái đại sự gì diệt liền diệt sở huyền vuốt cằm thân sắc tùy ý cái này đã biến thành si ngốc thiếu niên tên là bất tử xuyên đức hữu bất tử xuyên là xuất vân hoàng tộc họ đức hữu thì là tên của hắn sở huyền nhìn lần trí nhớ của hắn cuối cùng phát hiện người này một đời cũng chưa từng tiếp xúc qua linh năng khối lập phương nhưng trên mình lại có linh năng khối lập phương khí tức hơn nữa ngay tại từng bước yếu đi chuyện này ý nghĩa là người này từ nhỏ đã cùng linh năng khối lập phương cùng nhau trưởng thành chỉ bất quá cái kia khả năng đổi một loại tồn tại phương thức nghĩ như vậy tới linh năng khối lập phương có khả năng nhất tồn tại địa phương chính là xuất vân hoàng cung sở huyền hai mắt tỏa sáng xem ra chính mình vẫn là phải đến một chuyến xuất vân quốc ngôi, coi như ra ngoài du lịch a à, sở huyền lần nữa trở lại trên bong truyền lúc này tòa này thuyền đánh cá đã trở thành cái chết thực sự thiền đánh cá không ai sống sót toàn thân bọn họ trên giới hết thảy đều sẽ bị hoàn mỹ lợi dụng huyết nhục sẽ bị cần cù chăm chỉ các ong thợ cắt chém thành mảnh vụn khối ăn vào trong bụng đi qua nhiều tầng phản ứng cuối cùng nhai lại đi ra tạo thành huyết mật sinh hồn thì sẽ bị vạn hồn phiên chỗ thu trở thành bọn lệ quỷ chất dinh dưỡng về phần xương cốt ân có đôi khi âm chi nhóm còn thật thích vạng xương cốt sở huyền đem âm chi cùng huyết phong nhóm phân biệt thu về dưỡng thi tháp huyết phong sao lúc này liền khống chế thanh ảnh toa tiếp tục hướng xuất vân quốc phương hướng bay đi xuất vân quốc khoảng cách viêm hán thiên triều khoảng a một ngàn lấy sở huyền cái này thanh ảnh to tốc độ chỉ cần 2 giờ liền có thể đến xuất vân quốc xuất vân quốc thiên chiếu thị tòa thành thị này là xuất vân quốc cổ xưa nhất thành thị không có cái thứ hai sơ sơ ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bao trùng tuyết trắng minh mang thiên chiếu sơn đương nhiên chưa từng có người nào cảm thấy đó là một tòa yên tĩnh đỉnh núi trên thực tế đó là một tòa ngủ đông bên trong núi lửa hoạt động rất nhiều người đều cho rằng một ngày nào đó nó sẽ cho xuất vân quốc mang đến hủy diệt trung tâm thiên chiếu thị chính là xuất vân hoàng cung chỗ tồn tại mấy ngàn năm nay vạn thế một hệ xuất vân hoàng tộc liền ở tại trong hoàng cung hoàng tộc một mực bị xuất vân người chỗ kính ngưỡng rất nhiều xuất vân người cho rằng hoàng tộc là thần chi tử là thiên chiếu đại thần cương triều hải tử nguyên nhân chính là cái này mới có thể vạn thế một hệ chưa bao giờ gián đạn chỉ bất quá ngay tại trước đó không lâu một phủ đại tướng quân phát động phản loạn đồ diệt hoàng tộc từ nay về sau một phủ liên truyền vào hoàng cung chuyện này tại xuất vân quốc nhất lên to lớn gợn sóng thường xuyên có những cái kia ngoan cố bảo đảm hoàng phái hướng mộ phủ phát động tiến công còn có rất nhiều người tuy là mặt ngoài không nói lời nào nhưng vụng vụ trộm rất là cam hận mộ phủ cho rằng bọn họ dạo này chắc chắn đưa tới thiên chiếu đại thần trừng phạt dù cho thiên phạt chưa đến một ngày nào đó cũng sẽ phủ xuống tại mộ phủ trên đầu còn có người nói mất tích bát hoàng tử một ngày nào đó sẽ lại xuất hiện ở trước mặt người đời đen tội ác mộ phủ đẩy tới vực sâu không nấy. giờ này khác này hoàng cung chỗ cao nhất một tên dáng người khôi ngô nam nhân toàn thân lõa lầu liền như vậy đứng ở trên ban công đứng chắp tay từ lúc diệt xuất vân hoàng tộc phía sau hắn vẫn ở tại hoàng cung chỗ cao nhất tựa như dạng này liền có thể trấn áp xuất vân hoàng tộc cái kia hơn ngàn đầu oan hồn hắn liền là mộ phủ đại tướng quân quỷ long viện dũng nhân xuất vân quốc hoàng tộc phía dưới liền là quỷ long viện long cung tự mưa đào hồng ngục tứ đại gia tộc này mưa đào luôn luôn là ngoan cố bảo đảm hoàng phái đã sớm tại hắn phát động binh biến phía trước bị hắn trong bóng tối tiêu diệt nó thế lực địa bàn các loại đều bị quỷ long viện long cung tự hồng ngục tam đại gia tộc chỗ nuốt đại tướng quân ngài vì sao mỗi ngày đều đứng ở chỗ này quỷ long viện dũng nhân sau lưng một tên đồng dạng lõa lồng ngọc thể nữ nhân quấn quanh đi lên Khanh khách khẽ cười nói quỷ long viện dũng nhân bình tĩnh nói ta tại chờ tin tức nữ nhân cắn cắn vành tai của hắn hà hơi như làn nói tại chờ xuất vân hoàng tộc cái kia mất tích lão bát quỷ long viện dũng nhân cười lấy lắc đầu không cái kia lão bát ánh mắt thiền cận không đủ trầm ổn coi như hắn chạy thoát cũng không có khả năng đủ tư cách trở thành đối thủ của ta ta tại chờ hồng ngục bên kia tin tức xuất vân hoàng tộc vì sao có thể tại linh năng bạo phát phía trước liền nắm giữ linh năng đây mới là ta muốn biết nhất quỷ long viện dũng nhân đang muốn tiếp tục nói chuyện khoe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn một đạo thanh quang lướt qua bầu trời con đó là cái gì hắn nhíu mày nữ nhân cũng theo tiếng kêu nhìn lại bất ngờ nhìn thấy cái kia thanh quang bên trên còn đứng lấy một đạo áo đen thân ảnh cái đó là nữ nhân che môi anh đào tả kinh nói có người tại phía trên quỷ long viện dũng nhân trợn tròn trong mắt hắn cũng thấy rõ cái kia chính xác là một người lập tức cho long cung tự không ngục truyền đi tin tức để bọn họ chạy tới hoàng cung tới cao thủ quỷ long viện dũng nhân trầm giọng nói được nữ nhân gật đầu trong rất vân hoàng cung sở huyền nhanh chân như sao băng hướng một cái phương hướng đi đến trước khi lên đường hắn đem khối kia nguyên năng khối lập phương mang tại trên mình loại này kỳ lạ vật phẩm ở giữa hình như có kỳ dị lực hấp dẫn bọn chúng xuất phát từ bản năng muốn hòa làm một thể thậm chí không cần sở huyền nhận biết nguyên năng khối lập phương ngay tại chỉ dẫn hắn hướng nơi đó đi tới người nào ai bảo ngươi tiến vào hoàng cung canh phòng phát ra quát trói tai âm thanh sở huyền không chút do dự trực tiếp theo bên cạnh bọn họ lướt qua canh phòng giống giận muốn ngăn cản lại phát hiện thân thể một trận vô lực trong chớp mắt đúng là phù phù một tiếng ngã vào trên đất không còn âm hưởng những cái kia mưu toan ngăn cản sở huyền người đều là loại kết cục này rất nhanh sở huyền liền đi tới hoàng cung hậu hoa viên nơi này có tạo hình tinh xảo núi giả cùng hồ nhân tạo ngay tại nơi này sở huyền hai mắt tỏa sáng hắn cảm nhận được loại khí tức kia quá quen thuộc các hạ là ai vì giao sông ta hoàng cung một đạo âm thanh lạnh giá tại phía trước vang lên sở huyền nhìn lại phát hiện một tên thân cao cơ hồ đạt tới 3 mét khôi mô tựa như tiểu cự nhân nam tử xài bước đi tới người này bắp thịt toàn thân từng cục phảng phất từ nhỏ đến lớn đều tại rèn luyện bắp thịt xuất vân nói cũng không khó lấy sở huyền bây giờ tư duy cùng trí tuệ chỉ nghe mấy lần liền có thể nghe hiểu phần lớn xuất vân nói miên cớ người này nói hắn cũng nghe hiểu bắp thịt mãnh nam cũng liền là hồng ngục gia tộc đương đại tối cường võ sĩ hồng ngục kiện lúc này hắn chính giữa cao mày đánh giá thanh niên mặc áo đen này chẳng biết tại sao hắn vươn cảm giác trên người người này tràn ngập cực kỳ nguy hiểm khí tức thậm chí do hiện nay mộ phủ đại tướng quân quỷ long viện dũng nhân còn muốn cho hắn sợ hãi là ảo giác ư vẫn là trực giác Hồng Ngục Kiện không biết rõ, nhưng đối thủ có mạnh hay không. Cũng nên đánh mới biết được, Hồng Ngục Kiện cảm thấy, chính mình dù sao cũng là cấp 8 sư phàm giả, có thể nói đương thế tới cường một nhóm người, dù cho người trước mắt lại mạnh, nói thế nào cũng có thể cùng đối phương giao thủ mấy hiệp A. Sở huyền đánh giá Hồng Ngục Kiện thân thể, không khỏi đến cười cười, nếu là thả tới ta vừa tới Hải Lam tinh trận kia, ngươi loại vóc dáng này thế nhưng luyện chế âm chi tuyệt hảo vật liệu, hiện tại đi, tiểu hồ vội vã nói. Chủ nhân, tiểu hổ sinh chiến sở huyền nhị không được cười lên ăn cơm a à. đúng tiểu hổ đột nhiên xông tới ra ngoài chủ nhân hình như coi trọng thân thể của người này khó mà làm được mới âm chi khả năng sẽ phân đi chủ nhân đối ta cương triều đây cũng không phải là đồng dạng đoạt sùng nhất định cần ra trọng quyền hồng mục kiện còn chưa kịp phản ứng tiểu hổ cái kia khôn ngô thân thể hùng tráng liền đã cực nhanh ra ngoài chỉ nghe phịch một tiếng đầu hồng mục kiện tựa như dưa hấu đồng dạng bị nháy mắt đánh nổ máu đỏ bộ óc trắng hỗn hợp có đầu lâu mảnh vụn khắp nơi bay loạn mảnh xương thậm chí thật sâu cắm vào phiến đá trong lòng đất đồ trương để có thể khẳng định tiểu hổ một quyền này có uy lực đáng sợ cỡ nào chỗ không xa đạt được quỷ long viện dũng nhân mệnh lệnh theo chú địa nhanh chóng chạy tới long cung tự mỹ cơ nhìn thấy một màn này nháy mắt trợn tròn mắt đẹp hồng ngục kiện là chuyên tu thể thuật cường đại võ sĩ linh năng không có quét sạch toàn cầu phía trước hắn liền là xuất vân quốc nổi danh nhất tông sư cùng đại lực sĩ linh năng bạo phát phía sau hắn thiên phú dị bẩm càng la nhảy một cái trở thành xuất vân quốc tối cường võ sĩ đơn thuần nhục thân cường độ liền thân là cấp 9 siêu phàm giả một phủ đại tướng quân quỷ long viện dũng nhân đều kém hắn một cấp hơn nữa đầu lâu chính là thân thể cứng rắn nhất xương cốt cái kia khôn ngô đen kỳ cử hắn là cái gì biến thái a à? rõ ràng một quyền oanh bạo đầu hồng mục kiện long cung tự mỹ cơ ngay tại chỗ liền dừng lại khó khăn nuốt nước bọt không phải muốn đi qua a à? vì sao lại không tới sở huyền xoay người nhìn xem mấy trăm mét bên ngoài cái kia dáng người bốc lửa mỹ phụ nhân cười nhạt một tiếng long cung tự mỹ cơ không chút do dự quay người liền chạy sở huyền khẽ cười một tiếng tiểu báo ngươi đi giải quyết nàng hống hống tiểu báo quái cười quái dị thân thể trong chớp mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa bất ngờ đã đứng ở long cung tự mỹ cơ trước mặt long cung tự mỹ cơ nhìn trước mắt cái này bất ngờ xuất hiện về cao nam nhân lần nữa nuốt ngụm nước bọt tốc độ của nàng luôn luôn tự khoe là cửa hạng huống chi nàng còn khí ước hai cái thức thần đều là tăng thêm tốc độ thức thần vậy mà mặc dù như thế thế mà còn là bị đuổi kịp long cung tự mỹ cơ biết trước mắt không thể lại chạy trốn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần mới có còn sống khả năng cư hỏa cầu chi thuật long cung tự mỹ cơ gầm nhẹ một tiếng hai tay kết ấn Trong khoảnh khắc liền phóng xuất ra mạnh mẽ hỏa cầu thật lớn cơ hồ đem tiểu báo quanh thân các mặt trọn vẹn che lấp đây chính là thiên phú của nàng không chế hỏa diễm tuy là nắm giữ loại thiên phú này rất nhiều người như nàng thành công đem cái thiên phú này khai phá đến gần như không tồn tại mức độ chỉ cần một cái ý niệm nàng liền có thể tùy ý chuyển biến hỏa diễm lớn nhỏ cùng hình thái thậm chí tạo thành sinh động như thật hỏa điều hỏa lang chờ vật công kích địch nhân như long cung tự mỹ cơ còn lại không đủ lại lập tức chuyển vào linh năng kích phát bốn tấm lá bùa phong bế tiểu báo bốn phương tám hướng như vậy có thể tính toán không có sơ hở nào long cung tự mỹ cơ nhẹ nhàng thở ra như thầm lấy chính mình đã át chủ bài ra hết người trước mắt này có lẽ không cách nào tránh thoát, chỉ có thể nạnh kháng a, thừa dịp cơ hội này chính mình liền có thể trốn. Phốc phốc, long cung tự nghĩ cơ bỗng nhiên cảm giác trong lòng mát lạnh, cúi đầu xem xét. một chui lựa lờ âm lãnh hỏa diễn dao nhọn bất ngờ đã xuyên thấu nàng bộ mực cao vút. hắn không phải bị ta phong bế ư? nghi phụ nhân trước khi chết, trong đầu vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc. vì sao chính mình dốc hết tâm huyết chế tạo bốn tấm lá bùa, rõ ràng cũng không phong được tên địch nhân này. nàng tất nhiên không biết tiểu báo trời sinh liền nắm giữ u đi thuật so với tu sĩ hậu thiên học tập pháp thuật tâm thi thiên phú pháp thuật căn bản không cần thi pháp bông ấn từng cái phân đoạn cũng căn bản không cần tiêu hao lên lực thời gian một cái nháy mắt liền có thể phóng thích long cung tự mỹ cơ cái kia bốn tấm lá bùa mới vừa vặn đánh ra đi còn tại không chung thời gian tiểu báo liền đã thi triển u đi thuật xuất hiện ở sau lưng nào nàng chỗ đã thấy chẳng qua là tiểu báo bởi vì di động với tốc độ cao mà lưu tại tại chỗ huyễn ảnh thôi hóng hóng Tiểu Báo kéo lại Long Cung Tự Mỹ Cơ thi thể, liền tranh công trở lại bên cạnh Sở Huyền. Lúc này, Quỷ Long Viện Dũng Nhân đã tại số lớn âm dương sư cùng võ sĩ vây quanh xuống, cách không cùng Sở Huyền đối lập. Quỷ Long Viện Dũng Nhân liếc mắt liền thấy được ngã vào trên đất hồng mục kiện không đầu thi thể, con ngươi của hắn đã bỗng nhiên thu nhỏ. Tiểu Báo lại đem Long Cung Tự Mỹ Cơ thi thể cũng kéo tới. Giờ khác này, Quỷ Long Viện Dũng Nhân nội tâm khủng bố đã bành trướng đến tột đỉnh tình huống. Đây là một cái như thế nào mãnh nhân? Thế nào đột nhiên đi tới hoàng cung? đi tới trước mặt hắn quỷ long viện dũng nhân ổn định lại tâm thần trầm giọng nói bằng hữu ngươi tới ta hoàng cung đến tục cùng muốn làm gì không ngại thoải mái nói ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi sở huyền không kềm nổi lắc đầu nhìn tới ngươi vẫn là không nhận rõ ngươi cùng thực lực của ta khoảng cách tông tuấn kiệt một cái trúc cơ tu sĩ đều so ngươi thức thời quỷ long viện dũng nhân thấy tình thế không đúng mầm nhẹ một tiếng thể nội đúng là dâng trào vô hạn hắc khí trong chớp mắt tạo thành một tôn dữ tận hung ác ác quỷ cái kia ác quỷ hai đầu bốn tay mặt xanh nanh vàng đáng sợ tột cùng bốn cái tay cánh tay rõ ràng còn mỗi người cầm lấy một kiện vũ khí cường đại Cho thứ tự là vòng đầu đao kim cương sử tinh cương chùi tam xoa thương quỷ long viện dũng nhân cho ác quỷ vứt ra một cái viên cầu nhỏ ác quỷ ngay tại chỗ liền nuốt vào một mặt thỏa mãn biểu tình quỷ long viện dũng nhân lập tức quát khẽ nói cái này là xuất vân tối cường thức thần cấp 9 siêu phàm tư ti kim cương bằng hữu tư ti kim cương đáng sợ ngươi nên biết không bằng người ta đều thối lui một bước trời cao biển rộng hôm nay phát sinh hết thảy đều có thể xóa bỏ toàn bộ sở huyền nhìn lướt qua cái kia cái gọi là tối cường thức thần tứ ti kim cương liền dâng lên kinh ngạc có chút ý tứ cái này thức thần nó bản chất liền là lệ quỷ chỉ bất quá nói hại sau vạn hồn phiên bên trong những cái kia lệ quỷ tư chất muốn tốt rất nhiều lệ quỷ dù cho thôn phệ đại lượng sinh hồn thành thi tương thi sái thi vương các loại trong tay cũng không nhất định có thể nắm giữ một kiện quỷ khí nhưng cái này lệ quỷ không chỉ có quỷ khí hơn nữa vừa ra tay liền là bốn cái nói rõ rất có bồi dưỡng giá trị một khi cho nó cung cấp đầy đủ sinh hồn tương lai của nó nhất định bất khả hạn lượng nghĩ tới đây sở huyền cười lên hắn trực tiếp theo vạn hồn phiên bên trong lấy ra một cái sinh hồn nhém ở trước mặt có muốn hay không ăn từ tí kim cương mở to hai mắt tinh thần như vậy linh hồn năng lượng nó còn là lần đầu tiên người được dù cho nó tự mình bắt giết nhân loại cũng không cách nào hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem sinh hồn rút ra chỉ có thể một chút ăn. Cái này sinh hồn tựa như là một khay phong phú bữa ăn ngon, Bay ở trước mặt hắn, bất qua. Tư ti kim cương chỉ là hít sâu mấy hơi, liền bay ra cường ngạnh biểu tình, phảng phất mình tuyệt đối sẽ không dao động. Sở huyên nhếch miệng lên, một hơi theo vạn hồn phiên bên trong bắt được người cái sinh hồn, thuận tay còn ném đi một cái, lệ quỷ đi ra. Lệ quỷ nhai răng trợn mắt, một cái miệng liền muốn công kích địch nhân. Nhưng mà sở huyền lại không cho nó công kích, lập tức cũng chỉ có thể mờ mịt đứng tại chỗ, Sở Huyền tùy ý nói: "Đi theo ta." Mỗi ngày ăn sống hồn ăn vào thoải mái, nói xong lại chỉ vào cái kia mờ mịt lệ quỷ, hơn nữa ngươi cũng có thể trở thành như nó như vậy mạnh lệ quỷ. Tư Ti Kim Cương trợn tròn trong mắt, định nhân rõ ràng lấy ra dạng này mật ngọt chết rồi tới ăn mòn nó, như vậy sao được? Nó là dạng kia chịu được ăn mòn quỷ ư? Dĩ nhiên không phải. Hống hống hống, Tư Ti Kim Cương gào thét vài tiếng, đột nhiên quay người, nhìn về phía Quỷ Long viện Dũng nhân, bốn kiện vũ khí đột nhiên nhấc lên quỷ long viện dũng nhân mở to hai mắt bản năng lùi lại ngươi ngươi không thể động thủ với ta chúng ta sớm đã ký kết khế ước chúng ta là đồng bạn ba à, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên Tư ti kim cương một trận bạo nện quỷ long viện dũng nhân linh hồn ngay tại chỗ liền bị trọng kích một lát sau liền hấp hối Tư ti kim cương vậy mới ma lưu đi tới bên cạnh sở huyền người tại dưới chân hắn một bộ chi kỳ áo bông nhỏ dáng dấp nhìn đến tiểu hồ rất là khó chịu Hiếc lại một cái tranh thủ tình cảm ra hỏa sở huyền nhét miệng lên làm tốt lắm nên thường hắn duỗi tay ra đột nhiên vỗ vào quỷ long viện dũng nhân đỉnh đầu thời gian trong nháy mắt hắn liền đem vị này xuất vân quốc mộ phủ đại tướng quân sinh hồn cho miễn cưỡng rút ra từ tì kim cương một cái bước xa sông đi lên lập tức liền đem quỷ long viện dũng nhân sinh hồn xé thành mấy khối mấy lần liền nhét vào trong miệng ăn đến gọi là một cái say xưa sở huyền nhìn quanh một vòng chung quanh còn có một chút âm dương sư cùng võ sĩ chỉ bất quá cả đám đều ánh mắt ngốc trệ hiển nhiên là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Trong mắt bọn họ không gì làm không được, không ai bị nổi mộ phủ đại tướng quân, rõ ràng bị thức thần cho phản bội, liền linh hồn đều bị cái này ngoan nhân trong một tay rút ra. Đây cũng không phải là đồng dạ cường giả, dạ. nhất định cần chạy a, giữ lại cũng là chờ đạp lương thực, đều giết a. Sở Huyền tùy ý khoát khoát tay, Tây Vương Hổ Báo Tam Chi lập tức cướp ra ngoài. Từ tì Kim Cương cũng trách cười lấy giết vào trong đám người. Tiếng kêu thảm chết tràn lập hoàng cung mỗi một tấc đất, sau một lát hoàng cung liền bị đồ diệt những sư phàm giả kia đều không ngoại lệ đều đã vào huyết phong bụng vân trở thành huyết mật một bộ phận sinh hồn thì bị sở huyền rút đi ném vào đại hồn phiên hắn dự định bên trong đại hồn phiên đặc biệt trang sinh hồn có thể coi như tư ti kim cương cùng cái khác lệ quỷ đồ ăn rất nhanh tư ti kim cương chủ động tiến đến sở huyền bên cạnh sở huyền không phí nhiều lớn thời gian ngay tại trong đầu của nó giao thần thức lạc ấn như vậy tư ti kim cương vĩnh viễn cũng không cách nào thoát khỏi sở huyền khống chế Sở Huyền nhìn thấy nó bộ này nịnh nọt biểu tình, không khỏi đến bật cười. Hắn bỗng nhiên có chút đồng tình Quỷ Long Viện Dũng Nhân, mất khí lực lớn như vậy mới cùng tứ Ti Kim Cương ký kết bình đẳng khế ước. Kết quả thời gian trong nháy mắt, Tư Ti Kim Cương liền bị mật ngọt chết rồi câu dẫn đi, còn đem Quỷ Long Viện Dũng Nhân sinh hồn đều cho nuốt sống, cuối cùng còn đặc biệt nghe lời theo sát Sở Huyền ký kết chủ tớ khế ước. May mắn Quỷ Long Viện Dũng Nhân đã chết, bằng không nhìn thấy một màn này, đó cũng là sống không bằng chết. Lúc này, Tư Ti Kim Cương bỗng nhiên nhảy dựng lên, khoa tay múa chân miêu tả tất nhiên sở huyền là xem không hiểu nó tiếng này tình cũng tốt ngôn ngữ tay chân hắn không nói hai lời trực tiếp thông qua ý niệm cùng tứ tí kim cương giao lưu người nói dưới thiên chiếu sơn còn có một cái giống như ngươi ác quỷ sở huyền nhìn xem tứ tí kim cương lộ ra kinh ngạc đây chính là chuyện tốt loại tư chất này quỷ hồn ha có thể mai một nơi này bất quá trước lúc này vẫn là phải tìm đến nguyên năng khối lập phương sở huyền nhìn về cái kia núi già thần thức hơi động xác hồn sách liền phá không mà đi trong khoảnh khắc liền đem núi giả nện đến vỡ nát đại lượng mảnh vụn hướng mỗi cái phương hướng bay ra ngoài núi giả này dùng xi măng đổ xây vô cùng kiên cố trên đó còn mọc đầy đủ loại dơ xanh cùng cỡ nhỏ cây xanh có rất ít người sẽ ăn nhiều chết no đánh nát núi giả hơn nữa nơi này chính là hoàng cung hậu hoa viên kỳ càng không có khả năng đối núi giả đến cái gì ác nghiệm nếu như không phải sở huyền đem nó đánh nát e rằng tiếp qua mấy trăm năm cũng không có khả năng có người biết núi giả này bên trong rõ ràng cất giấu đồ vật sở huyền thần điện quét sạch ra cách không một nắng liền đem bên trong một cái xi măng mảnh vụn nắm tại lòng bàn tay hắn tiện tay trả một cái trong khoảnh khắc những cái kia cứng rắn xi măng liền bị xoa so thành cho bụi hiện ra ở sở huyền trước mắt là nguyên năng khối lập phương một góc khác nó đồng dạng tản ra nồng đậm nguyên thủy linh năng sở huyền lấy ra trong túi chữ vật một cái khác nguyên năng khối lập phương cả hai bản năng hợp lại đến cùng một chỗ thời gian trong nháy mắt một cái so với phía trước càng lớn nguyên năng khối lập phương xuất hiện tại sở huyền trước mắt nhưng vẫn là tàn tạ. Nói chung chỉ là hoàn chỉnh nguyên năng khối lập phương 1 phần 3, nhưng nó tán phát nguyên thủy linh năng, đã viễn siêu mày trước. Trong đó bành trướng bằng bạc sinh cơ lực lượng, thậm chí chỉ là hít thở mấy cái, liền để người cảm giác huyết dịch đều tăng nhanh dâng trào tốc độ, không tệ không tệ. Sở huyền lộ ra vừa ý nụ cười. Mục đích của chuyến này cuối cùng đạt thành, hắn tiện tay đem cái này nguyên năng khối lập phương nhét vào một khối thịt bên trong. Thịt lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, cuối cùng biến thành một cái vung vức khối thịt, đi đi thiên chiếu sơn sở huyền thu âm chi cùng huyết phong nhóm lúc này liền hướng thiên chiếu sơn bay đi thiên chiếu sơn chính là một tòa ngủ đông bên trong núi lửa hoạt động mặt ngoài tuyết trắng minh mang mỹ cảnh phía dưới nhưng thật ra là xô trào nham tương nham tương nhiệt độ đại khái là độ đến độ ở giữa dù cho lấy sở huyền tu vi cũng không có khả năng tiến vào trong nham tương bôi lộn sở huyền xem chừng chính mình đủ loại thủ đoạn phòng ngự mở ra là thêm cái này một thân cường ngạnh nực thân hẳn là có thể tại trong nham tương lưu lại chừng 30 phút ác quỷ tự nhiên không có khả năng tại trong nham tương trên thực tế còn có một đầu đường núi thẳng tới giới thiên chiếu sơn trong lòng đất đây cũng là tứ ti kim cương nói cho hắn biết không bao lâu sở huyền liền đi tới địa quật phía dưới phát hiện một tòa cổ lão mà mục nát đền thờ không chờ sở huyền nói chuyện tư ti kim cương liền theo vạn hồn phiên bên trong nhảy ra ngoài hướng về đen kịt đền thờ lớn tiếng ồn ào nốn nhau cái gì mà nốn nháo không biết rõ ta tại đi ngủ ư ta bốn tay tại sao là ngươi có phải hay không tại quỷ long viện dũng nhân ngươi đó ăn không no chạy đến tìm ta tố hồ a ban đầu ta xem bói thời điểm đã nói tên kia liền là cái nhau bức ma chết sớm ngươi đi theo hắn sao có thể ăn no a bất quá trước đó đã nói ta chỗ này hồn châu cũng không có nhiều cho ngươi tối đa là một cái Châu một chút các loại ngươi đột nhiên tới tìm ta cực kỳ không thích hợp để ta trước dù quẩy một thoáng một đạo thân ảnh cực nhanh mà ra nhìn xem tứ tí kim cương nói liên biên lải nhài nói chuyện thấy thế không đối vội vã móc ra một cái nước cuộn bắt đầu chủ quẩy chỉ bất quá nó chủ quẩy còn đang tiến hành bên trong liền nhìn thấy đứng ở cách đó không xa sở huyền nó xin liền đột nhiên có chút mộng bức sở huyền vậy mới thấy rõ đó cũng là cái ác quỷ mọi hình như người nhưng hai chân lại bị đuôi rắn thay thế hết sức quái dị Tư tí kim cương khoa tay múa chân tình cảm giật rào miêu tả lấy vừa mới phát sinh hết thảy xa nhân ác quỷ kinh ngạc nhìn về phía sở huyền tiếp đó cúi đầu nhìn về phía trong tay nước cuộn chủ quẩy kết quả me tại chỗ cực kỳ hoảng sợ không chờ tứ tí kim cương lại nói tiếp nó liền một cái bước xa vào tới trước mặt sở huyền ngài không phải là ta thất lạc nhiều năm cha ruột ư cha sau đó ta hai tay liền cùng ngài lăn lộn sở huyền chạc lưỡi hắn còn tưởng rằng muốn giáo huấn giáo huấn ra hỏa này một tay giơ gậy một tay củ cải kết quả đối phương trực tiếp trượt quỳ là thật là có chút ra ngoài ý định tên của ngươi cực kỳ mới lạ sở huyền cười cười hai tay cười hắc hắc, ta cùng bốn tay danh tự đều là chính mình lấy, cha ngài nhìn, ta có phải hay không có chút lấy tên thiên phú tại bên trong. Sở huyền khẽ gật đầu, quả thật không tệ, nhưng cùng ta so sánh vẫn là có một chút như vậy tiểu xa cách, hắn đem chính mình lấy tên trải qua từng cái nói tới, như tiểu long tiểu hổ tiểu báo tiểu bạch tiểu lan các loại, hai tay nghe tới rất là chấn động, thật lâu khó mà yên lặng, thật lâu mới hướng sở huyền thật sâu không người, cha, ngài mới là lấy tên giới thiên tài, ta nên thời khắc hướng ngài học tập mới này sở huyên vừa ý vật đầu ta cũng có cái này cảm giác sở huyên chuyển đề tài nhìn về phía nó la bàn trong tay đây là cái gì hai tay chân thành nói nước chiếm cuộn ta từ lúc khai linh chí một ngày kia trở đi nó ngay tại trên tay của ta bốn tay cái kia bốn kiện vũ khí cũng là sinh ra như vậy sở huyên khẽ gật đầu lễ quỷ bẩm sinh quỷ khí bình thường đều là khi còn sống chỗ có được vũ khí rất có thể là chấp nhận quá mức thuần túy mới đưa một bộ phận hồn phách ngưng kết thành quỷ khí dáng dấp Cùng bốn tay đồng dạng, Sở Huyên cũng rất là thông thuận liền hoàn thành thần thức lạc ấn. Từ nay về sau, cái này một đôi tên rửa hơi, a à, không phải, lệ quỷ, liền thanh hắn lệ quỷ, đi vào đi, trong này còn nhiều ăn. Sở Huyên tiện tay một chiêu, liền đem hai tay cùng bốn tay ném vào trong đại hồn phiên. Bọn chúng tuy là tư chất rất mạnh, nhưng đẳng cấp quá thấp, không thể trực tiếp ném vào vạn hồn phiên. Trong đại hồn phiên tất cả đều là không có tính công kích sinh hồn, vừa vặn thích hợp nói nhóm ăn cơm. Sự tình xong xuôi, cần phải trở về sở huyền lấy ra thanh ảnh toa đạp phong mà lên trong chớp mắt biến mất tại minh mông trong bầu trời trọn vẹn mấy ngày sau hoàng cung bị tấn công đại lượng sư phàm giả tử vong tin tức mới tốt như phong bạo đồng dạ truyền đến quét sạch toàn bộ xuất vân quốc có người cao giọng gieo hỏ cho rằng quỷ long viện long cung tự hồng ngục cái này ba cái gia tộc là chọc giận tới thiên chiếu đại thần mới đưa tới mầm họa cũng có người liều mạng tìm kiếm mất tích xuất vân hoàng tộc bát hoàng tử muốn đem hắn phụng trở về trọng lập xuất vân hoàng tộc còn có người giả trang cái gọi là bát hoàng tử muốn đăng đường nhập thất hỗn loạn trần lập xuất vân quốc mỗi một tấc đất vô tận chiến đấu không ngừng lan tràn ra giờ này khác này sở huyền cũng đã lần nữa ngồi tại hào thái khách sạn sân thượng một bên bồi bổ thịt một bên tu luyện cự tượng luyện thể công rèn luyện nhục thân hai cái nguyên năng khối lập phương mảnh vỡ hợp hai làm một phía sau khối thịt lần nữa sinh trưởng tốc độ gia tăng thật lớn sở huyền cũng bởi vậy có khả năng nhanh chóng tu luyện cự tượng luyện thể công mà không cần luyện mấy ngày liền không thể không dừng lại chờ đợi khối thịt tự mình sinh trưởng hắn luyện thể cảnh giới lần nữa tiêu thăng một năm xuống tới tăng vọt đến luyện thể 27 nặng đơn thuần nhục thân hắn đã có thể trực tiếp vững vàng đón đỡ lấy phòng pháp bảo một kích mà lông tóc không thương dựa theo ta cái tốc độ này lại có hai ba năm liền có thể đạt tới luyện thể tầng 30. sở huyền chặt lưỡi cự tượng luyện thể công chỉ có thể tu luyện tới luyện thể tầng 30. mươi thân có thể do chung phòng pháp bảo vì kia kim đan tu sĩ tiêu đồ kiệt đều không thể hoàn mỹ luyện thành công pháp liền như vậy muốn bị chính mình luyện thành cũng không biết từ đầu kiệt nếu là biết lại là biểu tình gì vậy liền tiếp tục tu luyện đi luyện thể tầng 30 lại ra khỏi núi sở huyền tĩnh khí ngưng thần tiếp tục sáng lập thể nội cự tượng hạt nhỏ lại qua 3 năm sở huyền luyện thể cảnh giới nước chảy thành sông đạt tới luyện thể tầng 30. toàn thân cao thấp triệu thân thể hạt nhỏ đều sáng lập làm cự tượng hạt nhỏ lục thân cường hãn mức độ có thể so chung phòng pháp bảo tiện tay một kích liền có thể chém nát pháp bảo hạ phẩm đương nhiên cự tượng chính là thượng cổ dị thú cái vọ giơ tay nhất chân liền có triệu cự tượng lực lượng hoàn toàn là cự tượng luyện thể công tự biên tự diễn điểm ấy sở huyền vẫn là minh bạch hồi nam hoàng tu tiên giới nhìn một chút ta cái này luyện thể tầng 30 thực lực đối mặt kim đan tu sĩ có lẽ có một chút như vậy tiểu ưu thế a à? sở huyền lộ ra nụ cười thiên ấn môn bị diệt thời gian hắn vẫn chỉ là cái nho nhỏ trúc cơ hậu kỳ hiện nay cũng đã có ngụy kim đan cảnh giới luyện thể càng là thẳng tới tầng 30, phong nhã nam hoàng tu tiên giới loại tu vi này cũng đủ để hùng cứ kim đan đứng đầu hắc long sơn sở huyền lại một lần nữa về tới nơi này tống tấn kiệt tiên đường cung kính hướng hắn báo cáo gần đây tình huống khoảng cách bách luyện tông thần thiên tông lập xuống không xâm phạm lẫn nhau minh ước đã qua gần một năm nhị tông chính giữa khu vực người mấy cái môn phái nhỏ vẫn như cũ tồn tại cũng không biết là ai tự xưng là bách tông minh sư hô thế này rất nhanh liền trở thành chính giữa khu vực tất cả môn phái nhỏ gọi chung tống tấn kiệt chủ nhân bây giờ trong bách tông minh mạnh nhất là chân vũ môn cùng thiên kiếm phái chân vũ môn có hai vị kim đan tu sĩ tọa trấn Thiên kiếm phái có một vị kim đan tọa trấn khoảng thời gian này bách luyện tông thần thiên tông đều có chiếm đoạt bách tông minh tâm tư nhưng bởi vì kiên kỵ đối phương mà không có quy mô động thủ ta nghe nói cái kia chân vũ môn cùng thiên kiếm phái cũng có đem có môn phái nhỏ bệnh thành một sợi dây thừng phản kháng hai cái đại tông ý nghĩ sở huyền khẽ hút căng ba cái kia kim đan tu sĩ sự tình phía trước tống Tấn kiệt hai người liền báo cáo qua ba cái kim than nhưng thật ra là tha thần cư tông diệu âm cung kim long tự trốn tới kim nang bởi vì thực lực yếu kém cho nên mới không có bị điểm mắt tới vậy mới chạy thoát tối cường một người cũng chỉ là kim đan trung kỳ mà thôi bây giờ tại trong cái bách tông minh này tự nhiên là hô phong hoán vũ không có người có thể chống nỡ bất quá nghe xong tống tấn kiệt lời nói sở huyền lại cười lên biện thành một sợi dây thừng không khó nhưng bệnh thành một sợi dây thừng phía sau là thật muốn phản kháng hai cái đại tông vẫn là muốn tại nhị tông ở giữa mọi việc đều thuận lợi cướp lấy lợi ích hết có chút đầu óc tu sĩ đều có thể đoán được ba cái kia kim đan tu sĩ ý nghĩ đại tông chiếm đoạt tiểu tông là chiều hướng phát triển khỏi cần phải nói đơn thuần bách luyện tông cùng phần thiên tông cái kia hai vị nguyên anh lão tổ ở trong đó tồn tại to lớn thực lực trên lệch há lại bách tông mình bệnh thành một sợi dây thường có thể bù đắp tiên đường lại nói đúng rồi Chân Vũ Môn còn nói, Làm chống lại hai đại tông. Đen phái người đến cửa trưng thu linh thạch, pháp khí, phù lục, đan dược các loại. Tiên đường lúng túng cười một tiếng, bọn hắn đã tới qua hai lần. Nhưng bọn hắn mở ra yêu cầu quá cao, chúng ta thủy chung không cách nào thỏa mãn, đã liên tục từ chối hai lần. Tính toán thời gian. Hôm nay sợ rằng lại muốn tới. Không biết chủ nhân ngài có biện pháp nào hay không? Tông Tuân Kiệt quát khẽ nói. Lão tiền, ngươi ý tứ gì? chẳng lẽ muốn chủ nhân lấy ra bảo vật cho những cái kia quỷ hút máu chuyện như thế ta hai người có lẽ thay chủ nhân chia sẻ mới là tiền đường vội vàng che miệng hoảng sợ nói chủ nhân ta lỡ lời xin ngài trách phạt sở huyền giống như cười mà không phải cười hai người này ngược lại sẽ kẻ sướng người họa diễn kịch nhìn tông tấn kiệt cùng tiền đường hai người y tứ hiển nhiên cái gì cũng không nguyện ý lấy ra tới còn định đem cái này bóng ra đá cho hắn để hắn đến giải quyết đúng lúc này bầu trời bên ngoài bên trong bỗng nhiên có một đạo vang dội âm thanh vang lên hắc long sơn hai vị đạo hữu tại hạ lại tới phía trước hai lần ngươi hai vị nói phải hao phí thời gian gom góp bảo vật bây giờ đã là lần thứ ba cũng không thể vẫn là cái gì đều không bỏ ra nổi tới đi nếu thật sự là như thế tại hạ cũng chỉ có thể đem việc này báo cáo ta chân vũ môn hai vị kim đan lão tổ mời bọn hắn định đoạt